Bluetooth mode. Chào tất cả các bác nhé. Em hôm nay em lại có đôi lời em gửi đến các anh thợ yêu nước. Khổ lắm. Các anh ấy là cứ đu bám vào cái Facebook của em. Em có nói để cho bọn Bò Đỏ và dư luận viên nghe đâu. Em nói để cho Tô Lâm, Phạm Minh Chính nghe chứ không em không không với lại ông gì Trần Thanh Mẫn à, hay Trương Thanh Mẫn gì đấy, chủ tịch Quốc hội. Tức là mấy cái ông đấy thì cái ông Mẫn ấy, em nhìn mặt nó cũng hãm tài nên em chả để ý đâu. Ngày trước là cũng mê mê anh Huệ một tí thì là kiểu là anh ta thì có cái vẻ bề ngoài điển trai mà em thì em ưa dai đẹp á. Thế nên là còn nhớ đến tên là Vương Đình Huệ chứ cái ông Mẫn ấy nhìn mặt ông hãm tài nên em chả thích nghe đâu. Chả thích nhìn nên chẳng nhớ tên. À, chả nhớ họ luôn. Thế nhưng mà hôm nay là cũng có đôi lời gửi đến em trai Vũ Duy Như, cũng gửi đến mấy anh thợ yêu nước. Vì thực ra nói thật với các bác là như thế này này, tính em là khẳng khái, em là phụ nữ nhưng tính em khẳng khái. Em mở cái kênh cũng đã có lần em thấy nó hiển thị lên trang cá nhân của em á, thấy có cái tên là Góc Nhìn Vũ Đức Trường ấy. Em mở ra em đã thấy xin kính chào quý vị, hãy các quý vị hãy đến với Góc Nhìn của Vũ Đức Trường, là em đã không thích nghe rồi. Đàn ông mà leo lẻo cái mồm theo cái kiểu như là giọng bưng bô là em không thích nghe một tí nào, xong lại còn nói cái giọng như kiểu là bác Nguyễn Phú Trọng rồi thế nọ thế kia, toàn là những cái giọng mẹ bưng bô là em đã không thích nghe. Em chưa, thực sự mà nói là em chưa bao giờ nghe hết một cái video của anh ta đâu, nhưng mà hôm nay là mọi người gửi đến em bởi vì là anh ta là cùng với lại một cái kênh gì nữa nhỉ. Em chả để ý vì thực ra là trong đầu óc em ấy là quan điểm của em rất rõ ràng, quan điểm chính trị của em rất rõ ràng, rằng tất cả những vấn đề em phản ánh ở trên kênh các cái kênh của em ấy là em mong muốn rằng là ông Nguyễn, ngày xưa là ông Nguyễn Phú Trọng, bây giờ là ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính, ông Lương Tam Quang nghe thấy để mà thay đổi đất nước, chứ không phải là em để cho bọn dư luận viên và Bò Đỏ nghe nên em chẳng quan tâm đến chúng nó là ai. Nhưng vì là chúng nó xuyên tạc em quá, nó cứ đu bám vào cái tên của Huệ Như hay sao ấy, để nó nói hay sao ấy, chắc là để có một cái đề tài thu hút ở trên mạng YouTube ấy, cho nên là chúng nó cứ đu bám vào cái tên của Huệ Như, chứ còn Huệ Như thì lại không có nhu cầu để cho những cái bọn đấy nó nghe, và cũng không có nhu cầu để phản biện lại những cái thành phần như thế. Nhưng mà quả thực rằng là em nghe thấy bọn đó quá nhiều thông tin xuyên tạc về em, cho nên là hôm nay em cũng phải làm một cái clip để đáp trả lại ân tình của các bọn các anh yêu nước, thợ yêu nước trong nước. Và những cái thông tin hoàn toàn là sai lệch không. Cái thứ nhất là anh ta à đấy, để các bác nghe em hát tí về gì nhỉ, về Tổ quốc Việt Nam nhé, về đoàn thanh niên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mà ngày xưa em vẫn thường dạy học sinh của em ấy, là bài hát về đội hành khúc đội thiếu niên tiền phong đấy rất là hay, và ngày xưa em đã bị nhồi sọ đúng như thế và em đã truyền tải lại cho các em như thế. Thế cho nên là em cũng đã từng có một cái quá khứ rất tin vào ông Nguyễn Phú Trọng và rất tin vào sự dẫn dắt của Đảng Việt Nam. Và đến bây giờ khi mà em sáng ra tỏ ra thì em mới thấy rằng là tất cả cái lòng tin của mình nó đã bị phụ bạc một cách nghiêm trọng, cho nên là em phải nói. Và em nói là đây là không phải, nhắc lại với các bác rằng không phải để cho bọn dư luận viên và Bò Đỏ nghe, mà chúng nó cứ chui vào đây để bám víu vào cái tên tuổi của em để mà chúng nó tìm cái câu view câu like ở trên Facebook với lại trên YouTube để chúng nó kiếm tiền, chứ em không có nhu cầu nói cho chúng nó nghe. Mà em có nhu cầu là để bảo vệ người dân, nói cho Tô Lâm, cho Phạm Minh Chính, cho Lương Tam Quang nghe mà thay đổi. Tức là em nói thẳng cho những cái con người đấy nghe nhé, chứ không phải là em để cho dư luận viên và Bò Đỏ nghe, đúng không các bác? Em hát tí cho các bác nghe để em cũng là từng đợt là thợ yêu nước nhá. Em đã từng là thợ yêu nước đấy, đừng đùa. Thế mà chúng nó cho luôn em thành là phản động này. Em đã từng là thợ yêu nước mà. Nào, hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như thế này thì còn đứa nào dám bảo là Huệ Như là phản động nữa nào. Nào, mời tất cả dư luận viên Bò Đỏ vào đây. Thợ yêu nước Huệ Như. Đi ta đi lên nỗi niềm bao anh hùng, như quân tiền phong bước trên đường giải phóng. Tiếng kèn vang vang cùng bao thiếu niên nhi đồng, tiếp theo là cờ đội Hồ Chí Minh qua
quan tâm học hành chăm ngoan, bác vẫn luôn tươi cười dắt ta lên đường. Tay ta nâng cao tấm chân dung bạc hồ, trong tim nhân lên những ước mơ rực rỡ. Khăn quàng đỏ tươi là của bác trao cho mình, biết bao tự hào về Hồ Chí Minh quang vinh. Các bác thấy chưa, em hát về yêu nước cũng tởm đấy chứ không phải đùa đâu. Thế mà chúng nó dám nói rằng là em phản động. Em phản động cái gì? Em chỉ hỏi các bác thế thôi, khiếp quá. Anh đã biết nên là khiếp cả. Em nói cho các bác biết nhé, chúng ta phải tôn trọng sự thật. Ngày xưa em đã từng là thợ yêu nước, em đã từng tin tưởng và em đã từng đến viếng lăng Bác Hồ rất nhiều lần. Và em cũng đã từng báo công dân bác. Những cái đấy là sự thật hiển nhiên khi mà chúng ta đang bị nhồi sọ. Và cái nhận thức của chúng ta chỉ được đến đấy thôi, thì chúng ta phải công nhận đó là một cái quá khứ của chúng ta. Và bây giờ em nói với các bác rằng đến khi em có mạng internet, ngày xưa em không có internet thì em phải công nhận là em ngu. Thế bây giờ em có internet mà em vẫn ngu nữa thì em là quá ngu. Nhưng em có internet em sáng tỉnh ngộ ra. Em hỏi các bác rằng đời thủa nhà ai, ông Hồ Chí Minh, ông ấy viết chữ nó xấu mà nó sai cái lỗi chính tả đến cái mức độ khủng khiếp như thế, mà lại bảo rằng là ông có thể là viết được tuyên truyền của Đảng Cộng sản, là ông có thể thuộc lòng được 72 thứ tiếng thì có mà thánh nhân thiên hạ, viết cái tiếng Việt còn chưa sõi, sai bia viết lỗi chính tả trong cái bản tuyên ngôn độc lập. Đây không phải là em điêu nhé, mà bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ được công khai trên mạng xã hội thì các bác biết rồi đấy. Cờ đỏ, bây giờ bọn dư luận viên cờ đỏ không thuộc nhiều bài hát bằng em đâu. Ngày xưa em đã từng là hoạt động đoàn, hoạt động đội nên em thuộc lắm, em thuộc tất cả các bài đấy luôn. Nên là em nói với các bác rằng chúng nó chưa thể yêu nước bằng em. Nhưng cái vấn đề là chúng ta đã có internet mà chúng ta vẫn còn ngu thì phải nói là chúng ta cực ngu. Nhưng khi có internet rồi chúng ta phải tìm hiểu chứ. Nghe tuyên truyền đã đành rồi, nhưng chúng ta phải tìm hiểu sự thật. Bác Hồ viết một cái bản tuyên ngôn độc lập sai biết đèn nhà ra, chữ nghĩa không ra hồn chữ nghĩa, đọc dịch mãi không được, gạch trên gạch dưới, gạch trong gạch ngoài không được, mà lại bảo là bác thuộc được 294 thứ tiếng ở trên ấy thì có mà bác là thành thánh nhân thiên hạ. Gớm. Xong hôm nay trong cái bài mà anh Trần Huỳnh Di Thức đưa lên ấy, là anh ấy ôm bố anh ấy khi mà anh ấy về nhà đấy, chúng nó nói rằng là đấy là những người không biết nghĩ cho gia đình và không đấu tranh cái gì thì cũng phải biết nghĩ cho gia đình, biết nghĩ cho bản thân, chứ không thì đấy là một bọn ngu. Em nói thật với các bác rằng là em trả lời luôn, em bảo là chúng ta ngu cũng được nhưng chúng ta còn không ngu bằng bác của chúng mày cơ. Vì bác của chúng, Bác Hồ nhá, khi mà lên đường tìm đường cứu nước, đây không phải là em nói xấu nhưng sự thật luôn. Bác còn không, đến khi bác có thành danh rồi, thành Hồ Chí Minh quang vinh rồi, còn không dám nhận tổ nhận tông, đến lúc chết còn không biết là mình là ở đâu, không biết con mình là như thế nào. Có con không dám nhận bởi vì dám hy sinh cho dân tộc rồi, đúng không? Hy sinh cho dân tộc thì làm sao mà dám nhận con. Bây giờ Đảng Cộng sản tuyên truyền rằng là bác là người vĩ đại, người không con mà có triệu con, thì bây giờ con đẻ con ra, con rơi con vãi cũng cụ dám nhận. Đấy, đấy là cái khổ của người cách mạng đấy các bạn ạ. Thực sự mà nói đấy là khổ của người cách mạng. Và em rất là thương bác luôn, em thương bác lắm. Bác có con rơi con vãi, bác là người chứ bác có phải là thánh nhân đâu mà bác không có tinh trùng, bác không có ham muốn phịch phẹo với đàn bà. Thế vậy nhỡ mà bác có muốn phịch phẹo đàn bà, có con rơi con vãi mà bác không dám nhận thì đấy có phải là khổ thân bác không? Em thương bác vô cùng luôn chứ không phải là em nói xấu bác. Trời ơi, có người cái con người giải phóng, đi giải phóng dân tộc mà còn không dám giải phóng cho mình. Mình thèm đàn ông, mình không dám nói mình thèm đàn ông. Mình đi ngủ với đàn ông, mình không dám nói với ngủ với đàn ông. Giống như bác cũng vậy, đi ngủ với đàn bà phải lén lút thì thụt làm ở bụi rậm, bụi rụi, không dám công khai, có phải khổ không? Em là không bao giờ em đấu tranh kiểu như thế. Em đấu tranh để cho đất nước dân tộc tự do thì bản thân em phải được tự do, em phải làm được những cái gì em muốn, đúng không các bác? Chứ đấu tranh với lại dân tự do cho dân chủ cho đất nước mà bản thân mình muốn ngủ với dai không dám ngủ, muốn có mình có con không dám nhận, thế thì bác khổ hơn hay là em khổ hơn? Bác còn phải chui vào trong hang chứ em còn ở nhà cao tầng. Đấy, nên là nói thật ra phải nói là nghĩ đến bản thân mình và nghĩ về những cái mà bác Hồ phải trải qua thì đúng là thương bác thật. Bác khổ cực kỳ luôn. Bác đã phải hy sinh toàn bộ cho dân tộc. Có con mà không dám nhận con. Có gia đình dòng tộc không dám về thăm. Nhưng mà đấy, em cũng hoàn toàn là theo bác chứ em có làm cái gì sai đâu mà chúng nó cứ chửi em.
Lẽ là chúng nó phải phải nói rằng là Huệ Như là một tấm gương tiêu biểu học tập và là làm theo tấm gương tiêu biểu học, làm theo học tập và làm theo đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh mới là đúng. Bác còn chui hang chui hốc, bác còn phải đi ngủ bờ ngủ bụi. Em bây giờ em có được cái sự hỗ trợ của bao nhiêu thứ làm sao mà em phải khổ, nhưng em vẫn thương bác mà. Thế mà nó lại bảo em là phản động, xong rồi những cái thông tin mà cái anh Vũ Đức Trường này anh đưa ra hoàn toàn là sai lệch nhé. Cái thứ nhất anh nói rằng là anh ấy ở Phú Thọ và gia đình nhà anh ấy vì nghe thông tin của em mà cho rằng là đã vỡ cái thủy đập, sắp phá cái thủy đập Thác Bà đấy, cho nên là phải gọi điện để về để chạy đồ. Đây là thông tin này em nhắc lại một lần là nói thì phải nghĩ mà nghe thì cũng phải nghĩ, chứ không phải nghe xong là não tôm, gọi là não tôm cứt lộn lên đầu, nó nghe xong không biết nghĩ là cái gì cả. Khi mà em đưa tin về lũ lụt, cái thứ nhất là có hai nguyên do. Cái thứ nhất là bà con trong nước nhà mình ấy bây giờ hoàn toàn là bây giờ là bị công an khống chế, họ không cho đưa tin, kể cả là có vỡ đê cũng không dám đưa tin. Đấy là bằng thật, cho nên mọi người nhờ em đưa những cái thông tin đấy lên để làm sao để em không phải đi đến được khắp mọi nơi để mà em biết được chính xác là thông tin ấy là có thật hay có giả. Nhưng đây là những người bạn của em ở khắp nơi gửi về và em đã kiểm chứng thì đó là một cái sự thật. Thì em đưa lên để cho cảnh báo cho bà con biết rằng là cái tình hình lũ lụt nó nguy cấp đến như vậy đấy, để mà chạy đồ chạy đạc đi để nó giảm thiểu tối đa cái thiệt hại về người và tài sản. Còn về cái thông tin mà thủy điện Thác Bà bị vỡ, sẽ bị phá đấy, thì là đấy là thông tin có thật và đã được đài báo công nhận, và có cả những cái clip về cái việc mà Thủ tướng Phạm Minh Chính mong nghĩ rằng là sẽ đến lúc mà tình hình nguy cấp quá là sẽ phải phá một cửa số 4 của thủy điện Thác Bà. Thì em nhanh chóng em đưa thông tin đến cho bà con để cho bà con chạy đồ đạc đi. Nếu trong trường hợp khẩn cấp quá không thể giữ được nữa thì người ta sẽ phá cái cửa số 4, thì có phải là lúc đấy là bà con chạy không kịp nữa không? Thế chứ còn nếu như mà không bị phá được thì tốt quá. Đúng là cuối cùng thì cũng đã không bị phá cái cửa số 4 của thủy điện Thác Bà. Thì đấy là tốt quá chứ chả nhẽ bây giờ lại còn đợi đến lúc nó phá xong rồi nó tràn hết nước vào nhà, cuốn hết cả người về tài sản đi rồi thì lúc đấy mới bảo là lúc đấy rồi mới đi chạy à? Giống như y như nhà chị bạn em, bạn thân em luôn, cạnh nhà chồng cũ em luôn. Em bảo chị ơi chạy đồ đi, chứ em thấy tình hình bão lũ như thế này là rất là nguy hiểm đấy. Nhưng chị bảo không, chưa việc gì đâu. Thế là cuối cùng các bác biết không, chính gia đình nhà em luôn, nhà chồng cũ nhà em luôn đây này. Em phải thuê người cõng con trai em hết 700.000, cõng con trai em từ trong nhà đi ra hàng cây số để cho nó thoát lũ. Bởi vì sao, nước lên quá nhanh, chỉ trong vòng có một tiếng thôi mà ngập đến ngang người luôn. Đấy, nếu như mà nghe em thì đã chạy từ trước rồi, nhưng đến cái lúc đấy không nghe em, cứ bảo là thông tin đấy là không có đâu, không bao giờ nó ngập đâu. Tức là đây là em cảnh báo những cái thông tin sẵn sàng để cho bà con. Còn nếu như mà nó không bị phá đi thì là tốt quá chứ sao. Chứ có phải là em bảo là phải chạy đi 100% là tí nữa nó sẽ phá đâu. Còn lại là khi mà đã được cảnh báo rồi bà con chạy đi thì cái việc nếu như có phá cái thủy điện Thác Bà cửa số 4 đấy thì cũng là một cái điều để giảm những cái thiệt hại tối đa cho bà con. Chứ không phải là em chả cần gì, em có cần gì đâu. Em lên tiếng đấy là giúp để cho bà con biết được cái tình hình bão lũ nó khẩn cấp như thế nào, để mà tránh về thiệt hại về người và tài sản. Chứ không phải có cái nhu cầu là phản động. Và cái thông tin đấy là thông tin có thật 100% đã được xác định bằng báo chí. Và về sau khi em đưa tin ấy, thì có cả xác minh của báo chí, rồi là các cái kênh truyền hình của nhà nước cũng đưa tin, chứ không phải là điêu. Và có cả những cái clip của ông Phạm Minh Chính là đã lên cái kế hoạch về phá một cửa của thủy điện Thác Bà rồi. Tuy nhiên rằng là không bị phá thì tốt quá. Kế hoạch thì có, nhưng mà không cần phải phá. Khi mà nó chưa cần thiết thì đấy cũng là một cái mong muốn may mắn cho bà con. Thế vậy thì khi tôi cảnh báo như thế là thừa, mà anh ta bảo rằng là phản động rồi là đưa tin sai sự thật. Nếu sai sự thật thì đã không có những cái câu chuyện rằng là bà con làng nủ bị mất cả một cái làng như thế, chết hàng bao nhiêu người như thế, đến bây giờ chưa tìm thấy xác các bạn ạ. Cái thông tin thứ hai mà anh ta đưa ra đấy là Huệ Như là kết nối với rất nhiều anh em phản động trong nước và ngoài nước, và trong đấy có cả Trần Thị Thu Thủy. Nói thật, và lại còn cho rằng là Trần Thị Thu Thủy là chị gái của Huệ Như nữa cơ.
qua cái live stream này thì bác nào mà có kết bạn với cái anh Vũ Đức Trường ấy, vì tôi thì từ trước giờ là em không quan tâm đến anh ta và em không nghe nên em không kết bạn, em không biết. Thì em giải thích như thế này. Em Trần Thị Thu Thủy là một người em chỉ biết em qua cái phản đối BOT Tân Đệ, bắt đầu là từ Tân Đệ. Ngày đầu tiên em ấy nhắn tin là chị ơi chị ra phản đối BOT Tân Đệ thì chị cho em đi với. Và từ ngày đấy đến bây giờ là tình cảm chị em khăng khít gắn bó còn trên cả những ruột thịt, mà đến bây giờ bố mẹ em cũng đã phải công nhận những cái điều em ấy dồn tâm dồn sức để mà chăm lo cho em trong những ngày tháng em ở trong tù. Các anh các chị phải biết rằng là bố mẹ em đã từ em 3 tháng không nhận em là con, bỏ rơi em ở trong tù vì là cho rằng là em đã theo phản động. Thế nhưng bằng cái sự thuyết phục, những việc làm thuyết phục của em Thu Thủy, anh Nguyễn Cường và những người anh em khác trong nhóm BOT và đứng đầu là em Thu Thủy, thì bố mẹ em đã dần dần hiểu ra và hoàn toàn là ủng hộ con đường của chúng em, ủng hộ về tinh thần thôi. Và bố mẹ em đã ủy thác cái việc trông nom chăm sóc em trong tù cho em Trần Thị Thu Thủy. Và cái tình bạn của em với Trần Thị Thu Thủy nó đã gần như là làm nên tên tuổi của Huệ Như ngày hôm nay. Mọi người trong tất cả, em phải dám tự hào rằng trong tất cả những nhóm đấu tranh ở trong nước, chưa có một nhóm nào mà có một cái tình bạn tuyệt vời như là em và Trần Thị Thu Thủy. Đã nhiều người nhắn tin cho em rằng là, kể cả bạn thân của em ở trong ấy, nhiều người đã phải nhắn tin cho em rằng là vì cái tình cảm của Trần Thị Thu Thủy dành cho Huệ Như mà đến nỗi mà anh hay chị đây còn phải phát khóc lên vì những cái kêu gào của em ấy dành cho Huệ Như khi Huệ Như trong tù. Đấy là những cái điều mà em phải nói rằng là đến bây giờ khi mà em Trần Thị Thu Thủy đã phải dừng lại, khi mà em đã có ba đứa con nhỏ và cả một cái gia đình phải cáng đáng, em ấy không thể tiếp tục cái hành trình ngoài cái việc đấu tranh BOT với em nữa, thì chúng em vẫn là những tình bạn, những người dành cho nhau những cái ánh mắt, những cái nụ cười và những cái sự gọi là những cái tình bạn còn như là tri ân tri kỷ, là một người bạn tri âm tri kỷ, chứ không còn đơn thuần là một tình bạn trong cái việc mà đấu tranh đơn thuần nữa. Đấy, những cái đấy nó hoàn toàn là những cái mà chỉ có những con người chính nghĩa người ta mới tìm được đến với nhau. Người ta sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi với nhau từ một miếng cơm cho đến một bát nước, chứ không phải là người ta phải vì một cái gì đâu. Em Trần Thị Thu Thủy nếu tính về tiền ấy thì em ấy chỉ có cho Huệ Như thôi, chứ em ấy tính về tiền của em Trần Thị Thu Thủy thì nó rất là nhiều. Nhà em ấy công an còn phải, công an Thái Bình ấy, em ký của công an Thái Bình còn phải nói một câu rằng là tính về tiền thì đúng là bà Thủy bà nhiều tiền thật. Nhà em ấy có hàng trăm mét vuông đất, hàng mấy trăm mét vuông đất, và giá trị những cái mét vuông đất đấy ở cái địa điểm của nhà em ấy ở ở Kim Mã Ba Đình Hà Nội nó lên đến hàng trăm triệu đồng, và cái tổng cái tài sản của gia đình nhà em ấy lên đến hàng trăm tỷ đồng nhá. Nhưng em ấy đã dừng lại và luôn luôn dành cho Huệ Như, và khi Huệ Như đang ngồi như thế này thì là khi Huệ Như đang ngồi như này để nói chuyện với mọi người thì em Thu Thủy vẫn thường phải nói một câu rằng là chị ơi đến khi nào chị không còn một cái gì để mà em phải suy nghĩ nữa thì em mới thôi băn khoăn, chứ còn em vẫn còn 50% để băn khoăn về chị. Thì mọi người phải biết rằng là em mới không đi theo em trên con đường này nữa. Em đã dừng lại để lo cho gia đình, nhưng cái tình cảm và mọi sự lo lắng vẫn dành cho nhau. Đấy là những cái tình cảm mà không phải là cứ phải là người thân trong gia đình mới có thể lo cho nhau, mà đấy là tình cảm của những con người đồng chính nghĩa. Chứ còn cái loại chúng nó ấy, thì em nói thật với các bác là ngoài bát cơm ra bưng ra nhau, ở trên mạng ra bưng ra với nhau, chứ chúng nó không thể chia ngọt sẻ bùi như những tình cảm của chúng em dành cho nhau. Em chào anh Biển Mặn. Đấy là thông tin thứ nhất mà em muốn nói với các bạn về cái sự sai lệch của cái anh Vũ Đức Trường này vu khống Huệ Như. Tuy nhiên là nhiều người thì cũng bảo với em rằng là gửi đơn nọ đơn kia để đến chỗ nọ đơn kia, đơn chỗ kia. Em không quan tâm. Em quan tâm là các bác nghe em và các bác hiểu cái câu chuyện đấy. Chứ em không quan tâm đến mấy cái thằng gọi là thợ yêu nước đấy nó nói gì, nhưng em vẫn cần phải nói để minh bạch một lần để cho mọi người cùng biết. Qua cái này thì cũng là một cái diễn đàn để em tâm sự trải lòng với lại các bác về những cái suy nghĩ của em. Nếu như các bác mà nghe trong tất cả các diễn đàn của em thì các bác thấy rằng là em không quá nhiều thông tin, em không đưa quá nhiều thông tin về chính trị. Em không phân tích quá nhiều về ông Tô Lâm đi Mỹ ra sao, ông Phạm Minh Chính đi đến chỗ này thế nào, ở họp quốc hội ra sao, em không phân tích. Vì sao? Những cái đấy chúng ta có thể tìm nhiều trên mạng. Sẽ có rất nhiều các chuyên gia phân tích rất sâu và rất kỹ lưỡng về các cái vấn đề về dân chủ hóa trong đất nước Việt Nam. Mà cái vấn đề mà em đưa ra đây là những cái mong muốn của bà con hàng ngày, thường ngày người ta cập nhật đến. Những cái mong muốn để thay đổi đất nước hàng ngày, hàng giờ bà con cập nhật đến. Mà những cái thằng bưng bô như thế không bao giờ dám há mồm ra.
Những cái thằng bưng bô như thế nó chỉ đợi có báo chí lên rằng là ông này là tham nhũng bằng kia tiền, ông kia tham nhũng bằng kia tiền, thì nó dựa vào đấy để nó nói lên cái câu chuyện, để kiếm câu chuyện làm quà ở trên mạng xã hội để mà lấy tiền từ YouTube thôi, chứ còn không bao giờ dám đưa cái mục đích thực sự, cái mong muốn thực sự của bà con lên. Làm sao mà dám? Hôm nay em khẳng định với các bác rằng Việt Nam có thêm một nghề nữa là nghề thợ yêu nước. Đấy, thì các bác biết rồi, những cái thằng như thế nhá không bao giờ dám đưa những cái thông tin bà con mong muốn cái gì. Ví dụ như bây giờ bà con Thái Bình đang mong muốn cực kỳ giải quyết cái vấn đề môi sinh môi trường cho bà con Thái Bình. Bố bảo thằng Vũ Đức Trường dám há mồm ra mà nói, mẹ mày công an nó sẽ đến nó xích cổ. Nhưng mà Huệ Như nói thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phải nghe nhá. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cộng với lại cục chăn nuôi nhá, đã phải ra văn bản để mà chỉ đạo cái vấn đề đấy. Nếu Huệ Như không nói thì bà con cũng chỉ nói ở trong loanh quanh, ở trong cái group của mình ấy, hoặc là trong trang cái bệnh nhân của mình, sẽ không ai nghe. Nhưng khi Huệ Như nói thì đã có những cơ quan chức năng phải nghe và phải có cái vấn đề để giải quyết. Mấy cái thằng thợ yêu nước đấy á, chỉ có loanh quanh trên mấy cái bài báo xong rồi tìm cách bưng bô. Bưng bô ngày xưa là bác Tô Lâm đã chọc vào chỗ này, chọc vào chỗ kia. Rồi bây giờ đến bác Lương Tam Quang, chọc vào chỗ này, chọc vào chỗ kia. Thì sự bố mấy cái thằng yêu nước làm sao mà dám đứng lên để mà nói cái nguyện vọng của bà con. Đúng không các bác? Cái thông tin nữa là nó cho rằng là em ăn chặn tiền của gia đình nhà anh Nghiêm Nguyễn, kêu gọi ủng hộ gia đình nhà anh Nghiêm Nguyễn, gọi là anh tiến sĩ hớt tóc. Em nói khẳng định với các bác một câu này này, đến giờ phút này em không dám hổ thẹn, không hổ thẹn với lương tâm mình. Và ngay trên diễn đàn này, hôm nay em đã gọi điện cho chị Xuân, nhưng mà chị Xuân là vợ anh Nghiêm Nguyễn nhưng chị không nghe. Cái thứ nhất, với tất cả các tù nhân lương tâm trong cả nước Việt Nam, em về cái là em đã tổ chức em đi thăm từng gia đình, tuy nhiên là không phải là đi thăm được hết. Nhưng em đã đến thăm những gia đình mà trong cái điều kiện em có thể nhất, và đến thăm đấy, các món quà em mang đến đấy nhá, khẳng định với các bác 100% là tiền của em. Và những người đi cùng em, ví dụ như là chúng em đi 5 người thì sẽ 5 người bỏ tiền chung. Chúng em không nhận tiền của ai khác cả. Ai đi thì sẽ bỏ tiền chung của người đấy, của nhóm đấy. Và xong cái nếu như mà mọi người muốn qua cái câu chuyện đấy, muốn giúp đỡ thì em sẽ cho số điện thoại của gia đình nhà đấy giúp đỡ trực tiếp. Còn bản thân như em việc gì phải lợi dụng ai? Em xin ai được? Anh David Lê đây này, bây giờ mà em ngỏ lời ý xin, anh ấy sẽ cho em. Chị Huyền Kha này, em ngỏ lời ý xin, mọi người sẽ cho em. Cho hẳn em, việc gì em phải lợi dụng ai để em xin? Nếu như em muốn xin là em sẽ xin thẳng cho em. Mà em vẫn thường nói từ trước đến giờ rồi, ai giúp đỡ cho các gia đình tù nhân lương tâm vậy, giúp đỡ trực tiếp cho người ta. Còn ai đã gửi vào tài khoản của em là chỉ có cho em thôi. Em muốn làm gì việc của em, em không phải có trách nhiệm rằng là em đi thăm người này hay là em cho người kia. Đấy là điều khẳng định luôn. Em không bao giờ dính líu đến tiền bạc. Cho nên là đã ai phải, trong tất cả những người mà liên quan đến với em hay là giúp đỡ em, đã ai phải lăn tăn gì về tiền bạc đâu. Không bao giờ. Không bao giờ tin cô Huệ không bao giờ lợi dụng của ai, của bất kỳ một tù nhân lương tâm nào hoặc bất kỳ một người bạn thân nào. Bạn em đêm hôm qua còn gọi điện cho em, còn bảo rằng là công nhận thật. Ví dụ em có xin cho ai là em sẽ xin cho em, còn lại là cho ai thì là sẽ cho thẳng người đấy. Em xin cho em được, vì sao mà em phải đi lợi dụng ai, vài cái đồng bạc còn gì cho nó rẻ rách. Bản thân em làm ra tiền em sao phải rẻ rách như vậy. Mấy cái thằng rẻ rách thế chúng nó phải nghĩ đến cái chuyện đi lợi dụng người nọ người kia để xin. Bản thân cá nhân Huệ Như đã đủ uy tín để xin rồi thì việc gì phải đi xin nhờ bóng của ai để mà xin. Bản thân em đã đủ uy tín để xin rồi, nếu như em muốn xin, đúng không các bác? Nếu mà em khó khăn em sẽ nhờ trực tiếp, và cái nhờ đó em sẽ biết ơn người ta và chuyển trực tiếp cho em. Và cái số tiền đó em làm gì kệ em, chứ em không việc gì phải lợi dụng đến ai hết. Chào Quỳnh Trang, đấy là cái sự thật. Và từ trước giờ thì chưa bao giờ có một ai lên tiếng em về việc tiền bạc, là vì vậy, vì em rất rõ ràng và sòng phẳng. Và hơn nữa là em mất nhiều chứ em cứ chưa bao giờ em phải nghĩ đến cho mình. Thế còn lại là đấy là cái thông tin mà chúng nó bịa đặt. Còn riêng về gia đình nhà chị Xuân thì em lên tận Hòa Bình em thăm anh Nghiêm Nguyễn. Hôm đấy thì em đã bỏ ra cái phong bì của bản thân em luôn chứ không của ai khác. Em đi một mình, hôm đấy em đi một mình. Em vì là em lên thì em chỉ định là em bỏ phong bì 3 triệu đồng thôi. Nhưng khi lên đến nơi thì chị có tâm sự rằng là chị cần mua một cái xe cho con trai đi học. Mà gia đình thì rất là neo đơn, rất là hoàn cảnh, còn phải đi thuê cái nhà rất là bé. Em ăn ở đó một bữa cơm thì em đã thêm vào 2 triệu đồng nữa, em gửi cho chị là 5 triệu đồng. Sau đó thì một người bạn của em nữa cũng chuyển cho em 5 triệu đồng để ủng hộ cho chị ấy, để mua cái xe cho con trai đi học, là em cũng chuyển trực tiếp chị em. Và số tiền nó chỉ có thế thôi, nó không nhiều.
Đấy, nói bằng thật vì định là chỉ có 3 triệu. Nhưng khi lên thì thằng bé là vào cấp 3, cần phải có một cái xe đạp điện đi học, nên là em cũng tăng cái số tiền lên em gửi cho chị. Số tiền nó không nhiều, và cái tiền đấy là của em, chị em chả kêu gọi ai cả. Còn ai có giúp đỡ thêm chị gì nữa bằng cái số tài khoản của chị thì em cũng không biết, thực sự là em không biết, và em cũng không hỏi, em không hỏi lại. Chị sẽ tự liên hệ và chị sẽ tự cảm ơn người ta. Còn cái vấn đề nữa là nó nói rằng là em lừa đảo, và cho rằng là khi mà bị công an Sóc Sơn ấy đánh sẩy thai, đấy là một cái thông tin của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đưa ra cho chúng nó, là một thông tin mật và chúng nó cần phải giữ bí mật, chứ không là sẽ thế nọ thế kia. Thế thì em đính chính luôn với các bác như này nhé. Chỉ có con những con súc vật thì nó vích nghĩ rằng là một người phụ nữ mà bị đánh sẩy thai là một cái câu chuyện để người ta có thể đưa lên trên mạng xã hội để người ta vu vạ và ăn chặn để kiếm tiền. Đấy chỉ là những con súc vật thôi, chứ còn là con người. Và đặc biệt là khi em làm việc với các cơ quan quốc tế về cái vấn đề đó, em làm việc đến 5 lần thì 5 lần tất cả là 5 đại diện khác nhau của các cái tổ chức khác nhau, họ luôn luôn đặt cái vấn đề nhân đạo lên hàng đầu nhé các bác nhé. Luôn luôn trong mọi cái buổi làm việc của em, luôn luôn giữa chừng người ta phải dừng lại để nói, người ta nói một câu rằng là tôi xin chia sẻ với chị câu chuyện này. Tức là người ta đã cảm thấy trong một cái thế giới văn minh, người ta cảm thấy đấy là một câu chuyện rất sức hết sức là kinh khủng. Nhưng ở trong đất nước của mình thì chính đồng bào của mình lại cho rằng đấy là câu chuyện hết sức bình thường. Thì các bác có thấy đấy là cái cách hành xử vô văn hóa và nó khác nhau giữa phương Tây và Việt Nam nó như thế nào không? Em làm việc với các tổ chức quốc tế, họ không phải là máu mủ của người Việt Nam, mà khi cái câu chuyện của em được đưa ra, họ luôn luôn phải dừng lại một phút để người ta nói với em rằng là tôi xin chia sẻ với bạn câu chuyện của bạn ngày hôm nay, câu chuyện của bạn đã qua, câu chuyện mà bạn gặp phải với cái công an Việt Nam. Tức là người ta luôn luôn đặt cái vấn đề đấy nó thành một cái vấn đề nhân đạo rất hết sức là nguy hiểm, mà chính trong con người Việt Nam mình lại muốn trà đạp lên nhau để kiếm một cái câu chuyện làm quà. Và đây là bằng chứng của em về cái vụ việc mà công an Việt Nam đánh sẩy thai của em năm đánh sẩy thai em năm 2019 tháng 5 năm 2020 tháng 5 năm 2019. Em đưa lên đây cho các bác xem để một lần nữa em lên án cái chế độ công an trị của Việt Nam là một, và lên án những thằng thợ yêu nước, nhưng chúng nó lại trà đạp lên chính những dân tộc của mình, trà đạp lên chính những con người của mình, thì không biết là chúng nó yêu nước cái gì. Đây là hình ảnh là em đi siêu âm này. Đây, đây là hình ảnh siêu âm của em năm đấy nhá. Đấy, và cái những cái thông tin này là em đã gửi đến các cơ quan quốc tế cũng như là cơ quan công an Việt Nam, tức là thanh tra Bộ Công an đấy, chứ không phải là không có bằng chứng. Làm việc với quốc tế mà không có bằng chứng người ta không nghe mồm. Nó không như Việt Nam mình là nói hay, nói giỏi, nói phết là sẽ có người nghe. Mà với các cơ quan quốc tế nó phải là sự thật, và nó phải được minh chứng bằng những văn bản hoặc là bằng những cái sự thật clip hay là video, chứ không phải là đùa. Đây, đây là hình ảnh em siêu âm này. Và đây là kết luận của bệnh viện nha. Không phải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình như chúng nó nói nha, mà đây là của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đây. Và kết luận của em vào ngày 29 tháng 5 là do bác sĩ Đinh Xuân Hiếu kết luận. Đây, đây là đây nhá, bác sĩ Đinh Xuân Hiếu đây, chữ ký đây. Đấy, bác sĩ Đinh Xuân Hiếu. Và kết luận rất là rõ này. Tử cung to, âm cơ đều, buồng tử cung có một túi thai, bờ dày không đều. Kích thước 9x9mm, chưa hình thành noãn túi hoàng, chưa có phôi thai, có hình ảnh bong màng. Đấy, tức là nó đã có hình ảnh, đã lúc này là 8 tuần, cho nên là em mới mang thai 8 tuần tuổi. Đây là một cái sự việc rất hết sức là đau lòng mà em vẫn phải nói lại với các bác. Bởi vì sao? Chúng nó đã vu khống chính những con người của đồng đội, đồng loại của mình, thì các bác biết là chúng nó ghê tởm đến như thế nào. Có hình ảnh bong màng nuôi và tụ dịch cạnh túi thai dày 5mm, phần phụ hai bên không thấy khối bất thường. Thì các bác biết đây, kết luận là của bác sĩ Đinh Xuân Hiếu, 16 giờ 14 phút ngày 29 tháng 5 của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình. Đây, có chữ ký hẳn hoi. Đấy là tờ thứ nhất. Tờ thứ hai là toàn bộ là về siêu âm. Đây, những giấy tờ siêu âm của em đây. Đấy, có chữ ký của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình do bác sĩ Trần Hải Bình chỉ định.
Và ngày 25, tức là ngay ngay sau khi mà em bị đánh, em bị thả ra đấy, là ngày 25 là em đi siêu âm luôn. Ngay ngày 25 nhá, tức là ngày ngày 20 tháng 5 là họ đánh em về em đau bụng, thì đến ngày 25 là em đi siêu âm 5 ngày sau. Đây, rồi là lại đến siêu âm dò âm đạo do bác sĩ Nguyễn Văn Ba, tức là rất nhiều bác sĩ siêu âm cho em để em cố để giữ thai các bác ạ. Những năm ở ngày đấy là em đã cố để giữ thai, cho nên là em đã siêu âm rất nhiều, ba bác sĩ, ba cái loại giấy tờ khác nhau, chứ không phải là một bác sĩ. Tất cả giấy tờ em đều lưu đây là có kết quả, và kết quả siêu âm thai 4 chiều thì lại do bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hường, tức là bốn bác sĩ này. Tất cả những hình ảnh này đều có hồ sơ gốc, em đã gửi đến cơ quan công an, Bộ Công an, và em gửi các cái cơ quan nhân quyền quốc tế mà em làm việc, và họ luôn luôn phải dừng lại một phút để nói với em một câu rằng chia sẻ cái câu chuyện của em. Tôi xin chia sẻ với các bạn, tức là đây là một cái câu chuyện rất là buồn, em cũng không muốn nhắc lại, nhưng vì sao có những lúc mà thực sự ra mà nói nhá, đây chẳng có một người phụ nữ nào muốn đem cái câu chuyện của mình, mất con mất cái của mình mà lên rêu rao trên mạng xã hội cả. Nhưng đó là cái sự thật và là cái tội ác của Đảng Cộng sản đối với một người phụ nữ. Thế mà đương nhiên đấy nó có bằng chứng hẳn hoi, bằng chứng hẳn hoi, và người ta đã đưa lên cộng đồng quốc tế, tức là người ta đã phải có minh chứng cụ thể và những cái cơ sở kết luận bằng khoa học. Thế vậy mà chính trong đồng loại của mình, gọi là những cái bọn thợ yêu nước, nó có thể đem cái câu chuyện đấy ra để làm thành một cái câu chuyện ở trên mạng, để có thể là kết luận rằng là Huệ Như là một cái thành phần phản động. Trong khi đấy em, những cái BOT, cái thằng mà nó nói em đấy, nó chính là người Thái Bình. Nó đi qua BOT Tân Đệ suốt ngày, nếu không có cái cuộc phản đối của những người yêu nước, những người mà chống lên cái bọn BOT bẩn đấy, thì làm gì có cái chuyện BOT Tân Đệ nó bị dỡ bỏ. Nếu như chúng tôi không lên tiếng gay gắt thì làm gì có cái chuyện BOT Mỹ Lộc bị dỡ, bị phải giảm giá đến 2-50% và phải mở một con đường khác cho dân đi. Toàn bộ dân Nam Định bây giờ họ có cần phải đi qua BOT Mỹ Lộc nữa đâu. Họ có một con đường to đẹp khác để họ đi, và họ không cần phải đi qua BOT để mất tiền. Đấy là công sức của những người đấu tranh BOT, đúng không các bác? Và điều đặc biệt nữa, mới gần đây em đưa những cái thông tin về bão lũ, là những cái thông tin để cho bà con cập nhật nhanh nhất về cái tình hình bão lũ, để mà làm sao có thể giảm thiểu tối đa cái thiệt hại về người và tài sản. Còn ví dụ như nó không mở những cái đập đấy, nó không đập vỡ những cái đập đấy thì là sức, là may mắn cho bà con. Nhưng nói qua live stream này em cũng nói luôn nhé, tình hình bão lũ, tình hình lũ lụt các hồ thủy điện, tình hình thời tiết bây giờ nó đang càng ngày càng cực đoan, cộng với lại các hồ thủy điện đang như những quả bom nổ chậm ở trên đầu của nhân dân, thì các bác đừng nghĩ rằng là qua một trận lụt này là chúng ta sẽ qua được tai qua nạn khỏi. Nó sẽ còn rất nhiều các trận lụt lội khác. Mà những cái việc mà xả lũ của thủy điện, nó sẽ là cái quả bom nước treo lơ lửng trên đầu của người dân. Em đưa cái thông tin về ở trên Hà Giang, hỗ trợ cho bà con 2.000 đồng đến 7.000 đồng, đấy là thông tin có thật. Và em nói đây là có sách, có chứng, có mạch, có chứng, có tên làng, tên xã, tên thôn, chứ không phải là em nói vu vơ cái tỉnh Hà Giang nó rộng như thế để mà em gieo vào trong bác những cái trong lòng các bác những cái gọi căm ghét cộng sản. Không phải, em nói thật đây là có thật luôn, có làng, có thôn. Nào em nói mở lại đó, xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang, em đã từng ở trên đấy mà, em ở trên đấy luôn, và bà con trên đấy gửi tin đến em ở trên đấy 4 ngày, và bà con gửi tin đến cho em. Khi mà bà con quay live stream thì em đã bảo là đừng quay live stream nữa, mà chỉ quay gửi cho em để làm bằng chứng thôi, nhưng không nghe. Quay live stream xong một cái là xã nó ập đến các bác ạ, nó bắt xóa live stream đi, và nó xin lỗi, nó tăng lên 20.000 đấy. Tăng lên 20.000 đồng chứ không phải là 2.000 đô la đâu nhé. Trong khi đấy các bác biết rồi, ở Thái Lan người ta hỗ trợ người một gia đình bị lũ lụt vừa rồi đấy, bão Yagi đấy, là 7.000 đô la một gia đình bị ngập lụt, cộng với lại một tháng tiền điện, tiền nước, nó trừ luôn cho một tháng tiền điện, tiền nước và hóa đơn, không phải thu nữa luôn, miễn hóa đơn tiền điện, tiền nước một tháng. Trong tháng 8 đó và đến tháng 9 thì họ ấy giảm 30% hóa đơn cả điện cả nước. Trong khi đấy Việt Nam mình 10.000 đồng, 20.000 đồng. Thì các bác biết là cái chế độ nó quá là thối nát. Vậy thì những cái thằng thợ yêu nước đấy có dám đưa những cái thông tin đấy để bảo vệ bà con không?
hay là chỉ ngồi đấy đợi đợi có báo chí lên là ông này tham ô tham nhũng, lúc đấy chả cần phải các anh tham gia phân tích làm gì cả. Phân tích làm đấy, những cái việc tham ô tham nhũng là đầy rẫy đó ở Việt Nam, ngày nào nó chả nó là cái chuyện cơm bữa hàng ngày. Các anh chẳng đưa thì báo chí cũng đưa. Cho nên là chẳng cần để các anh tham gia phân tích vào cái việc những cái anh thợ yêu nước đấy không cần phải tham gia phân tích vào cái việc mà tham ô tham nhũng nó tràn lan. Tô Lâm còn tham nhũng bỏ mẹ ăn được cái tập đoàn Xuân Cầu, em của Tô Lâm đang thao túng hàng bao nhiêu các cái dự án ở trong nước. Đúng không các bác? Nguyễn Phú Trọng còn tham ô tham nhũng bỏ mẹ ăn được cái dự án Sipucha. Liệu những cái thằng bưng bô, những thằng thợ yêu nước đấy có dám đưa những cái sự việc đấy ra không? Liệu những cái thằng yêu nước đấy, những cái thằng thợ yêu nước đấy có dám nói rằng là bà con Thái Bình, Đông Á Thái Bình đang biểu tình hàng ngày vì là người cứt lợn không? Liệu những cái thằng thợ yêu nước đấy có dám gọi thẳng Phạm Minh Chính nói điêu diễn kịch ở trên truyền hình không? Nó lại còn bảo em về chứ, bịa ra là không có máy bay trực thăng cứu hộ thì cũng chửi, xong rồi có trực thăng cứu hộ cũng chửi, rồi bay lên Cao Bằng cũng chửi. Em hỏi với các bác rằng là đời thủa nhà ai bây giờ đời thời buổi năm 2024 rồi mà trực thăng đến tỉnh Cao Bằng, mà cả tỉnh Thái Cao Bằng ra xem thì các bác là thấy nó có lạc hậu không? Có được một cái trực thăng mà nếu như cái trực thăng đấy nó đi bay vòng quanh qua các cái vùng lũ lụt, nó thả đồ như ở Thái Lan người ta làm đấy, họ có những cái giỏ treo đồ, họ treo đồ vào đó họ thả xuống những nhà dân ấy thì chúng ta hoan nghênh họ ngay. Nhưng mà đến đấy là đến để thả hai cái gọi là cái tấn đồ vào một cái địa điểm, xong từ cái địa điểm đấy mang đi đâu thì kệ mẹ chúng mày, xong là phông bạt làm màu làm mè rồi ra vỗ tay hoan hỉ, rồi tập hợp cả một cái lực lượng lớn đi ra để vỗ tay hoan hỉ để đón cái trực thăng. Thế thì không chửi vào mặt chúng nó. Mẹ mày ngân sách quốc phòng chi cho hàng năm hàng nghìn tỷ như thế, thế mà đến cái lúc bão lũ thì có được một cái trực thăng bay thì bay đem được 2 tấn hàng, thì nói thật với các bác lại còn đi theo một đội ngũ, một ekip nhiếp ảnh, nhà thơ, nhà hào phổ nhạc, rồi phông bạc phông nền, như thế thì có đáng để chửi không? Tôi không chửi những người lính nhé, tôi nhắc lại với các bạn rằng là tôi không chửi những người lính đấy. Mà người lính họ là những nạn nhân của Đảng Cộng sản. Khi mà Đảng Cộng sản ăn mẹ hết tiền đầu tư cho cái việc mà mua trang thiết bị, mua sắm trang thiết bị hiện đại, để cho người ta phải bỏ cái công sức của người ta ra quá nhiều. Chứ lẽ ra năm 2024 như thế này rồi là các những người lính là họ sẽ phải được hỗ trợ bằng các cái vũ khí hoặc là bằng các cái thiết bị rất là hiện đại rồi, chứ không phải là bỏ cái sức khỏe đi ra để mà kẽo kẹt đu cái võng. Đến năm 2024 rồi mà các bác biết là cứu hộ vẫn còn kẽo kẹt đưa cái võng, xong rồi lấy cái thanh nứa, cây nứa rừng ấy xuyên vào cái võng đấy trở đi, xong rồi lại còn một ông giơ cao tay như này để cầm cái chai nước truyền diễn phong bạc là một cái. Thứ hai nữa là người ta không được hỗ trợ bằng cái ấy, thế ngân sách hàng nghìn tỷ hàng năm đầu tư cho quân đội để làm gì? Chúng ta chỉ từ những cái chuyện nhỏ trong nước như thế để chúng ta suy ra rằng nếu như mà có một cuộc chiến tranh xảy ra thì Việt Nam sẽ đối chọi với lại kẻ thù của chúng ta bằng cái vũ khí gì. Thế cho nên là những cái thằng thợ yêu nước vào đây mà nghe, vào đây để mà nghe. Chứ còn Huệ Như không phải nói để cho những thằng thợ yêu nước đấy mà nghe, mà Huệ Như nói để cho Tô Lâm, Phạm Minh Chính thay đổi cái thể chế này đi. Nhá, các bác biết rồi đấy, hôm nay tôi đưa lên trên những cái clip lên trang thì các bác biết có những cái vùng ở tỉnh Cà Mau bây giờ còn không có, còn chưa nghe được đài radio đấy. Em đưa lên trang của em rồi đấy, nghe radio còn không có sóng để nghe, chập chờn, không có nhà, không có trường cho các con trẻ đi học, không có bệnh viện để khám chữa bệnh, người ta vẫn lặn lội mò cua bắt ốc để sống qua ngày. Đấy là tại hiện tại ngay bây giờ và đài truyền hình của Cà Mau đưa lên, chứ không phải là tôi bịa ra để tôi nói xấu các ông. Cho nên là ông Tô Lâm ông nói rằng là kỷ nguyên mới, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, nhưng kỷ nguyên đấy vẫn kiên cường đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, thì tôi nói thẳng một câu là các ông chỉ nói phép. Con đường xã hội chủ nghĩa nó chẳng làm đéo gì có thật ở đây cả, mà con đường đi lên để cho phát triển dân tộc này không còn con đường nào khác là con đường dân chủ.
Người dân phải có quyền người ta phản ánh lại những cái thực trạng của xã hội và những cái cuộc biểu tình. Nó sẽ cho thấy rằng là những cái chính sách này nó có phù hợp với lại người dân hay không. Thì người ta sẽ phải biểu tình, và cái qua các cái cuộc biểu tình gọi là ôn hòa đó thì chính phủ sẽ nhanh chóng kịp thời để cải thiện cái tình hình và cải thiện cái để mà nắn lại những cái điều luật để cho phù hợp với dân. Và tôi biết rằng là ở trên mà nền tảng mạng xã hội bây giờ đang lan truyền cái clip của chị Dương đấy. Chị nói rằng là qua các cái cuộc biểu tình của Thái Lan thì bây giờ Thái Lan đã có một cái chính phủ mà khi thủ tướng chính phủ lên họ dám ký cho 7.000 đô cho một hộ gia đình bị lũ lụt. Còn Việt Nam thì chỉ được 2.000 đến 7.000 đồng. 7.000 đồng, tôi nhắc lại nhé. Cái chữ K đấy là nghìn. Nghìn đồng Việt Nam. Chứ không phải là 7.000 đô như ở Việt Nam. Tức là cái sự chênh lệch nó quá lớn. Và các bác nhìn thấy đấy, cầu cống thì sụp đổ. Tôi cảm giác như cái đây nó là cái giai đoạn gọi là cộng sản không thể ngóc đầu lên được nữa luôn ấy. Và tôi cứ đưa lên rằng là tại sao mà người Pháp họ đến họ đô hộ Việt Nam, tức là một nước thuộc địa của người ta mà người ta xây những cái công trình gọi là cụ Thăng Long cúi chào cháu ở Phú Thọ. Cầu gì Phú Thọ nhỉ các bác nhỉ, tự dưng tôi quên đấy. Cụ Thăng Long hơn 112 tuổi. Cúi đầu chào cháu ở Phú Thọ. Vì chưa được 40 tuổi, 37 tuổi. Mà nó đã sập như thế và hôm nay lại sập tiếp một cái cầu ở Thanh Hóa. Trong khi đấy những cái công trình của Pháp ngày xưa họ xây dựng ở trên đất nước Việt Nam toàn trên 100 năm tuổi. Từ lớn đến nhỏ luôn, từ những cái nhà máy bơm ấy các bác ạ. Máy bơm người ta gọi là máy bơm, ngày xưa quê tôi cứ gọi là máy bơm. Mà nó còn nó... những cái nhà máy bơm mà nó lại còn được đến kiên cố đến như thế, chứ chưa nói đến là các công trình mà ngay cạnh cái máy bơm của Pháp họ xây đấy. Hôm nay tôi đưa lên trang, các bác cứ chịu khó nhìn lại trong trang của tôi, có thể là nó trôi bài đi các bác sẽ không, đúng rồi, cầu ở Tam Nông anh ạ, nhưng mà gọi là cầu gì chứ không phải là cầu Tam Nông, cầu Phong Châu, đúng rồi, để tôi hay quên quá, cầu Phong Châu nhưng ở Tam Nông Phú Thọ. Ngay cái bài hôm nay tôi đưa lên hôm nay nhá, cái anh đấy anh quay về cái trạm bơm của Pháp thì ngay cạnh đó là bây giờ người ta đã xây ngay liền cạnh đó là cái trạm bơm của Việt Nam mình xây bây giờ, mà Việt Nam xây bây giờ nó đã toe tét tẹt tẹt ra rồi. Anh ấy quay cái đoạn cuối của cái clip đấy, anh ấy quay rõ về cái trạm bơm ở ngay bên cạnh đó của Việt Nam mình xây. Trong khi đấy Pháp xây thì từ đến những cái gọi là những cái bóng điện từ ngày xưa nó còn giữ được đến như bây giờ, những cái cánh cửa sắt cũng vậy, nó hoen ố, nó bị rỉ do thời gian, nhưng tức là nó vẫn còn nguyên cái giá trị sử dụng, chứ không phải là ấy. Nếu như mà chúng ta sử dụng thường xuyên thì nó sẽ không bị như thế, nhưng đây là họ bỏ hoang mà nó còn nguyên giá trị như thế thì các bác phải biết nó vững vàng trước thời gian như vậy, thì phải thấy rằng là cái mức độ gọi là người ta gọi là cộng sản đang đô hộ Việt Nam thì đúng hơn ấy, chứ không phải là giải phóng đâu, mà cộng sản đang đô hộ Việt Nam. Nói một câu chính xác là cộng sản đang đô hộ Việt Nam. Pháp đô hộ lại còn chuẩn hơn là cộng sản đô hộ. Cộng sản đô hộ không làm được một cái gì ra hồn. Tôi đã từng lên đến với lại bà Nà Hưu các bác ạ. Những cái năm đấy thì họ chưa phá kinh khủng đến như bây giờ. Tôi đi từ những năm 2008-09 gì đó, tôi đi bà Nà Hưu. Thì tôi lên thấy những công trình của Pháp xây ở trên những cái quả đồi ở trên núi Bà Nà đấy. Tôi bảo không hiểu sao mà họ có thể đưa được lên những cái tấm, tức là mình lúc đấy mình còn ngỡ ngàng, mình thấy được là cái văn hóa của Pháp ở đó nó như tòa lâu đài rất là đẹp. Thế nhưng mà đến bây giờ thì các bác biết rồi đấy, với cái mức độ tàn phá rừng ở Bà Nà thì bây giờ nó không còn ra hồn nữa rồi, nó không còn cái hình thù gì nữa luôn đấy. Khi đấy tôi lên là một cái quần thể kiến trúc của Pháp rất là đẹp luôn và không khí thật là tuyệt vời. Tôi còn ngu đến cái mức độ mà nói thật với các bác là tôi ngu đến cái mức độ là tôi lên tôi chơi cái, nói ra thì nó ngượng, nhưng mà tôi lên tôi chơi cái gọi là cái trò chơi cảm giác mạnh ấy, nó cho vào nó cụp vào xong nó xòe ra, cụp vào nó xòe ra đấy. Mà tôi đu có 2 phút thôi, tôi xuống 5 lần tôi không xuống nổi cầu thang máy. Tôi cứ xuống cầu thang máy tôi lại vòng lên, tôi xuống cầu thang máy 5 lần tôi không đi ra khỏi bởi vì nó bị chóng mặt. Lần đầu tiên mình được tiếp xúc với lại cái thứ gọi là cảm giác mạnh và cũng là những cái gọi như là nó văn minh hơn với lại bình thường mà trong cái khu vực mình có. Thì các bác phải biết rằng là một cái quần thể của kiến trúc của Pháp ở Bà Nà Hưu tuyệt vời, nhưng đến bây giờ các bác nhìn ở trên Bà Nà này, tan nát luôn, vào tay cộng sản tan nát phá mẹ hết đồi núi luôn. Thế cho nên Đà Nẵng là một cái thành phố rất là đẹp, núi non hùng vĩ, biển đẹp nên thơ, nhưng bây giờ ngập lụt cũng tràn lan, cả
nước bây giờ ngập lụt rồi, chứ chẳng phải là riêng một địa phương nào nữa. Cầu cống xây ra thì chưa xây đã đổ, chưa xây đã vỡ gãy. Hôm nay có một cái anh đưa lên trang của tôi ấy, cái cống thoát nước ở Thanh Hóa đấy, anh đưa lên, tức là còn chưa, tôi thấy anh ấy đưa lên ở trong trang của tôi và trong cái comment của tôi ấy, anh ấy đưa lên rằng là cái cống thoát nước nhá, các bác nhìn nó còn chưa làm xong, vẫn còn chưa đậy được cái nắp mà anh ấy lấy cái mũi giày anh ấy sục 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 vào cái nó lên hết toàn bộ mùn, tức là bê tông mắc đất, bê tông mác đá, chứ không có xi măng, cho nên nó sộc hết lên như thế. Ăn bớt ăn xén, công trình nào cũng ăn bớt ăn xén. Và kể cả những cái cột điện ấy, tôi cũng hỏi bạn tôi rồi, giữ ứng nước, giữ ứng lực, tức là mọi người cứ bảo giữ ứng lực là nó không có thép, nhưng không phải. Anh gửi bạn tôi gửi cho tôi những cái cốt, những cái cốt mà để làm những cái trụ, những cái cột điện đấy, nó phải đủ cái tiêu chuẩn của nó thì rất là dày dặn luôn, và không bao giờ có cái chuyện là nó gãy đổ như những cái cột điện mà ấy đâu. Chứ nhiều người cứ bảo là giữ ứng lực là nó sẽ không có thép, không phải. Bê tông dài ngoẵng như thế mà không có thép thì nó chịu kiểu gì, tôi hỏi các bác như thế. Và nó phải qua bao nhiêu lần ép cốt của nó thì mới đủ được cái giữ ứng lực như thế. Và tôi cũng đã hỏi những người bạn của tôi có rất nhiều người bạn, có những người làm bên xây dựng, có những người làm bên, tôi có phải cái gì tôi cũng biết đâu, và cái gì không biết thì tôi liên tục tôi sẽ gọi điện cho người này người kia để tôi hỏi. Mình phải hỏi, mình phải học hỏi, mình phải biết, và mình phải nói nó phải chuẩn. Cho nên là đây là qua những cái livestream này thì tôi cũng nhắc nhở với lại những cái anh thợ yêu nước ấy, đừng bám vào tên tuổi của tôi làm gì, cứ để tôi làm việc với lại Phạm Minh Chính với Tô Lâm, tôi yên thân tôi làm việc với Phạm Minh Chính với Tô Lâm. Đến khi nào đất nước có dân chủ tôi sẽ ứng cử để tôi đối diện với lại Tô Lâm, với lại Phạm Minh Chính. Chứ các anh cứ nói cái đếch gì là tôi trốn. Tôi trốn sao tôi lại ngồi ở đây tôi nói chuyện với lại Tô Lâm, với Phạm Minh Chính, mà các anh, mẹ mày, các anh sống ở trong, cứ bảo là mình là con người tự do, sung sướng lắm, nhưng mà mẹ mày không dám há mồm ra, nhìn thấy công an ạ bằng mả tổ. Riêng tôi nói thẳng luôn, công an gặp tôi nhé, đến bây giờ tôi đã từng bị đi tù rồi, tôi làm việc không biết bao nhiêu lần với công an rồi, chưa có một người công an nào dám nói hỗn với tôi một câu. Nhưng những cái thằng thợ yêu nước đấy mà nhìn thấy công an chả ạ bằng ảm, ạ bằng mả tổ, ạ bằng lệnh từ xa, có khi còn phải biếu cơm, biếu nước, biếu tiền, mời các anh bỏ qua cho em. Nhưng mà cái giá của người phải dám nói sự thật thì bao giờ cũng là phải chịu cái sức ép từ phía bọn gọi là chó săn của nhà cầm quyền. Nó đang là chó săn của nhà cầm quyền, nó đuổi mình thì mình phải né, chứ mình lại không, mình không né để mình vào tù. Mình vào tù làm sao mình ngồi đây để mà mình nói chuyện với lại Phạm Minh Chính, với lại Tô Lâm được, đúng không các bác? Trình độ của Tô Lâm với Phạm Minh Chính thì nói thật với các bác là chỉ bằng sách dép cho em thôi. Đấy, đi sang Đại học Columbia, ngồi mở từng trang, lật từng trang A4 ra để mà đọc, đọc còn chưa lên hồn. Làm sao mà có cái tầm gì được, chẳng qua là người ta có cái thủ đoạn, người ta có cái quyền lực ở trong tay thì người ta sẵn sàng đè bẹp người dân thôi, nhưng mà chả có cái trình độ gì. Có thể là em không nói được tiếng Anh, nhưng bất cứ một câu hỏi nào khi mà mọi người đề ra mà nó đã có trong đầu mình thì đương nhiên mình phải trả lời nó lưu loát, chứ sẽ có một người dịch tiếng Anh cho mình. Nhưng đây á, Tô Lâm á, ngồi thì thôi quần áo thì cũng được, người ngợm thì cũng được, ngồi thì hơi cúm rúm một tí, nó không hoành tráng lắm, nó không khí thế lắm, bởi vì nó không tự tin, đúng không các bác? Đấy, các bác nhìn những hình ảnh anh Lê Trung Khoa anh đưa lên ấy, cũng cúm rúm tí, khép nép tí, không tự tin, nhưng mà phải mở A4 ra, mở cái quyển sổ nhỏ nhỏ ra để trả lời, đâu có thể nói được. Bởi vì sinh viên ở bên Mỹ, thực ra mà nói thì kể cả là sinh viên bình thường thì cái mức độ tư duy và cái sự người ta sống trong một, tất cả các bạn đều sống trong một cái đất nước dân chủ, thì những cái câu hỏi nó sẽ rất là ngẫu nhiên và nó sẽ rất khó ra khỏi cái khỏi tầm kiểm soát của Tô Lâm. Cho nên là Tô Lâm đếch dám để cho người ta hỏi tự nhiên đâu, chắc là phải có sự chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng mà trả lời bằng, chỉ có sự chuẩn bị sẵn thì mới có thể trả lời bằng A4 thôi. Chứ còn như bây giờ các bác cứ nói một cái câu gì đó, em có thể trả lời các bác ngay. Đấy, đây, bố mẹ em cũng thế, nó cứ lo rằng là không được về với bố mẹ rồi, không được cái nọ, không được, việc gì phải lo cho em. Em chả lo cho thân em thôi, việc gì phải thằng thợ yêu nước nào đi lo hộ em. Và qua cái livestream này, bác nào mà kết bạn với thằng Vũ Đức Trường nhá, thằng thợ yêu nước Vũ Đức Trường ấy, thằng đấy, thì các bác gửi đến hộ em rằng là
cho em xin cái địa chỉ, gia đình nhà em sẽ mang tất cả những tài liệu của em đến tận nơi để hầu chuyện thằng thợ yêu nước Vũ Đức Trường. Hầu tận nơi luôn, đến tận nơi luôn, không phải là để cãi nhau, không phải để đánh chửi nhau, mà đến để xem là anh ta kết luận rằng là em là một con phản động, rồi cái lọ cái kia, rồi người ta nói rằng là người ta có được cái tài liệu mà Huệ Như này giả ra giả mạo rằng là cái gì giả mạo là đánh sẩy thai, thì gia đình nhà em sẽ mang toàn bộ cái tài liệu này đến để xem là ai là người ở bệnh viện tỉnh Thái Bình cung cấp cho anh ta cái tài liệu rằng là Huệ Như là bị đánh sẩy thai, là giả danh. Nó rất là buồn. Buồn là sao? Vì là chính những cái con người ở trong dân tộc mình mà lại nói được những cái câu gọi là khốn kiếp và mạt kiếp như thế. Kể cả em nói thật với các bác, trong cái cuộc chiến đấu tranh đối với lại BOT, em vẫn nói nhiều lần rồi, kể cả mình có phải dùng thủ đoạn, ví dụ em có dùng cái thủ đoạn đó để em đấu tranh lại với họ, cũng là cái chuyện hết sức bình thường. Chúng nó có hàng nghìn thủ đoạn, chúng nó có hàng nghìn cái tiền tỷ trong tay để chúng nó chèn ép mình, mà mình không có một cái thủ đoạn nào để đối loại với cái bọn đấy thì mình làm sao mà mình sống được. Nhưng đây không phải là thủ đoạn, mà đây nó là cái sự thật mà em đã lên án cái tội ác của Đảng Cộng sản bằng cái cá nhân em chính là một nạn nhân. Chúng nó lôi ra kéo vào em không biết bao nhiêu lần. Và cuối cùng thì không có một cái kết luận gì, cuối cùng chỉ có toàn là bắt cóc. Em ra tù tháng 1 thì đến tháng 5 bắt cóc em một lần. Tháng 5 năm 2023 bắt cóc một lần, đến tháng 5 năm 2024 lại bắt cóc tiếp. Toàn bắt cóc giữa đường. Chả có cái căn cứ gì để bắt em cả. Bắt em cũng chả có cái được cái tội đất gì cả, cũng chỉ có là cái tội là có cái tư tưởng nọ tư tưởng kia, không có cái bằng chứng gì, nói chung là kiểu vô thiên vô pháp. Chứ còn mấy cái thằng thợ yêu nước đấy thì em nói thật với các bác, nhìn thấy bóng dáng công an chúng nó đã phải ạ bằng cụ tổ rồi, chứ đừng nói đến là ngồi đây mà nói chuyện về Phạm Minh Chính với Tô Lâm. Đúng không các bác? Em là lên tiếng trong cái tất cả các cái live stream của em đều rất ít những cái thông tin về chính trị, mà là dân sinh dân kế, những cái tiếng nói của bà con để cho động viên bà con dám tự mình đấu tranh cho cái bản thân mình, đấu tranh cho gia đình nhà mình và đòi hỏi cái quyền lợi hợp ích, hợp pháp của mình, và đòi hỏi cái chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền và ý kiến của người dân, phải xây dựng cái đất nước này, chứ không phải là em nói lên một cái gì đấy nó quá cao xa mà tình hình chính trị, phân tích tình hình chính trị. Hôm nay thì em có đọc những cái phân tích tình hình chính trị của tiến sĩ Nguyễn Quang A đấy, thì các bác biết rằng là chú ấy phân tích những cái về dân chủ của các nước, họ tiến trình dân chủ hóa đất nước của các nước như là Hàn Quốc này, Philippines này, Nhật Bản này, rồi các cái nước Đông, Thái Lan này, Đông Nam Á. Rất là hay, nhưng những cái thứ đó, những cái cao siêu đó, những cái mà không phải cao siêu mà những cái thứ kiến thức đó chúng ta có thể tìm trên YouTube nếu chúng ta ham học hỏi. Còn em đây em không có quá nhiều kiến thức về chính trị, mà em chỉ đi sâu vào vấn đề dân sinh dân kế, những cái mong muốn của người dân và thực sự là chưa giải quyết được. Một cái chính quyền vô cảm, một cái chính quyền thều thào, một cái chính quyền gọi là bát nháo, mà em kết luận lại một câu rằng là cuối trầu tháo khoán. Đúng không các bác? Cho nên là cái câu chuyện của em cũng không muốn mang lên đây để thành một cái câu chuyện đàm tiếu hay là một cái câu chuyện để nói, nhưng buộc chúng ta phải nói. Bởi vì sao? Vì đấy là những cái sự tố cáo xấu xa nhất mà chính trong những cái con người mà gọi là há mồm ra gọi là mình là thợ yêu nước, dám vu khống một cách trắng trợn luôn. Người ta có bằng chứng hẳn hoi, người ta làm việc với quốc tế và làm việc với công an hẳn hoi về cái việc đánh đập người ta sẩy thai như thế, mà dám đem một cái câu chuyện về nhân văn con người như vậy lên thành một cái câu chuyện để mà kiếm tiền trên YouTube, thì em nói thật với các bác, những đứa đấy mà nếu có đất nước có thay đổi thì em nghĩ rằng có khi phải đến quỳ mọp ở chân em để mà xin được cái chân gọi là liếm ngót giày. Lúc đấy thì không phải là liếm ngót giày nữa, mà em di mất mũi giày vào mặt chúng nó. Em là đàn bà thật, nhưng em sẵn sàng sử dụng những cái hình ảnh đấy ngay. Lấy luôn mũi giày dí vào mặt chúng nó luôn, chứ em không phải là cái người đàn bà để dễ chúng nó chèn trà đạp đâu. Nên là qua đây thì em cũng mong muốn mọi người rằng là gửi hộ em cái tin nhắn cho cái thằng thợ yêu nước Vũ Đức Trường nhé. Cho em xin địa chỉ gia đình nhà em sẽ có người đến tận nơi để nói chuyện. Đến tận nơi để nói chuyện, chứ không phải là em nói đùa đâu. Nói bằng thật.
bất kỳ một thằng nào mà bảo là em ở trong đất nước Việt Nam này bảo em là phản động gia đình thì em sẽ có người đến tận nơi để nói chuyện. Cứ sẵn sàng đi, sẽ có người đến tận nơi nói chuyện. Và nếu cần thiết nữa sẽ mời cả công an đi cùng để nói chuyện luôn. Đến đấy sẽ báo luôn công an của phường đấy để vào để nói chuyện luôn. Chứ không phải là em thách thức đâu. Mà em sẽ làm nếu bất cứ một thằng thợ yêu nước nào trong nước mà há mồm ra mà dám cho em địa chỉ, gia đình nhà em sẽ có người đến nơi và sẽ mời công an phường đến làm việc để lập biên bản rằng là xem là thằng thợ yêu nước nào nó dám nói em là phản động. Em đang đứng lên bảo vệ cho người dân. Em đang nói lên, và khi em nói lên thì Ủy ban dân tỉnh Thái Bình phải làm việc với em. Khi em nói lên Ủy ban tỉnh Hải Dương phải làm việc với em. Chứ không phải là em nói vô căn cứ. Rất nhiều các ủy ban các tỉnh đã từng phải tương tác với em để mà có một hợp tác với em để có một cái giải pháp cho người dân. Thì các bác phải biết rằng là đấy là những cái mà chỉ có những người dám nói như em mới nói. Và cái mạng của em khẳng định luôn với các bác rằng là mạng của em bây giờ nó là tiền tỷ đối với phía bên an ninh nếu họ vô được. Chứ còn mấy cái thằng thợ yêu nước đấy thì không đáng một xu. Nó thật là nói mấy thằng thợ yêu nước đấy thì chỉ có mang tiền mà biếu công an, chứ có thằng công an nào nó đi nó ạ mấy cái thằng thợ yêu nước đấy. Nhưng mà công an sẽ phải ạ Huệ Như. Chứ còn mấy thằng thợ yêu nước đấy thì chỉ có ạ công an thôi. Chứ nhìn thấy nó kinh bỏ mẹ ăn được rồi, sao dám há mồm. Đúng không các bác? Đấy, nên là em cũng tâm sự một chút như thế, trải lòng một chút như thế để các bác biết rằng là đấy, anh Kevin Điên này, người Bách Thuận nhà em đây đang xem đấy. Em nói rằng là kể cả ngay bây giờ, ngay chính trong Bách Thuận cũng vậy, vẫn còn đang ngập sâu. Bởi vì sao? Vì mọi người là cứ tham. Ngày xưa là tham, rồi là ngày trước là ở Bách Thuận nhà em là họ canh liền cư, là mỗi một mảnh vườn với một mảnh vườn là họ sẽ có những cái rãnh. Hai gia đình với nhau là sẽ có một chung một cái rãnh. Và bây giờ là họ chia nhau hết, họ bơm cát vào là họ lấp cái rãnh đi, là mỗi bên một nửa. Thành ra là đến bây giờ nước rút ở ngoài sông Hồng thì rút rồi, nhưng không có rãnh để rút nước ra sông. Nên là trong các mảnh vườn là vẫn ngập úng. Không nhìn thấy cái lợi lâu dài mà chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt thôi. Cho nên là tất cả toàn dân đều làm như thế. Rồi cuối cùng là dòng chảy bị lấp, không thể thoát ra được. Nước có thoát đi rồi thì cũng ở trong các cái vườn cũng không thể thoát ra. Đấy là những cái lợi trước mắt mà người dân chỉ nhìn thấy rằng là thêm được tí diện tích ở trên vườn nhà mình. Nhưng thực ra đến khi nó xảy ra thiên tai lũ lụt rồi thì là mất đi cái tài sản của mình. Nó một cái cây trồng lại nó rất là lâu để thu hoạch được, nó rất là lâu, rất chăm sóc rất là lâu, mà thậm chí có những cái cây nó còn có giá trị lớn nữa cơ. Đấy là nói bằng thật, và chỉ có những người dám nói thật thì mới nói thôi. Chứ còn mấy cái thằng thợ yêu nước đấy thì chỉ có tìm một cái câu chuyện nào đó nó đang nổi bật trên mạng và báo chí chính thống đưa lên để ngồi phân tích để kiếm tiền trên YouTube, không để ý. Nhá, Vũ Đức Trường nhá, vào đây mà nghe Huệ Như dạy cho mà nghe. Liệu Vũ Đức Trường có dám há mồm ra? Em gọi cho anh Sáu rồi. Anh Yên, em nói chuyện với anh Sáu rất nhiều, kể cả về cái chuyện lợn gà cũng thế. Anh Sáu anh cũng đồng quan điểm với em mà. Anh cũng phải công nhận rằng là anh Sáu, chủ tịch xã Bách Thuận ấy, anh cũng phải công nhận với em rằng một câu rằng là anh cũng không đồng tình với cái quan điểm rằng là các hộ chăn nuôi cứ nuôi để bỏ tiền vào túi, còn bà con phải chịu những cái ô nhiễm về môi trường. Tuy nhiên rằng anh cũng có một cái lời hứa rằng là anh sẽ có, em cứ để nguyên để cho bọn anh 6 tháng để bọn anh giải quyết dứt điểm cái vụ việc như thế này, những cái việc như thế này. Thì tất nhiên rồi, người ta nuôi ra hàng nghìn con lợn thì cũng cần phải có vài tháng để cho người ta giải quyết những cái số lợn đấy đi, chứ cũng không thể bảo một phát để mà hất người ta ra được. Làm cái gì nó cũng đã chuyện đã rồi thì chúng ta phải tìm hướng giải quyết một cách tốt nhất để cho hài hòa mọi việc. Đấy là bằng thật. Tôi không nể ai đâu, kể cả là người thân, nhưng mà sai tội phang. Cái tình cảm là cái tình cảm, còn cái công việc nó phải rạch ròi. Chứ không phải là vì cái tình cảm mà đi. Còn ngày mai tôi sẽ live stream cụ thể với các bác về các đại gia đất Thái Bình nhà tôi chuyên đi hút cát nhé. Chuyên đi hút cát từ Thái Bình đến Phú Thọ. Tôi có tên tuổi địa chỉ hẳn hoi, chứ không phải là tôi nói quàng nói xiên đâu. Qua cái live stream này tôi cũng gửi đến các anh công an tỉnh Thái Bình nhá. Các anh điều tra đi, toàn là dân Thái Bình đấy. Toàn những tay to không biết là ông nào bà nào của tỉnh Thái Bình bao che cho bọn hút cát này. Hàng trăm tàu cát hút ngày hút đêm dọc các cái tuyến sông từ Thái Bình lên Phú Thọ. Tay to người Thái Bình nhà tôi luôn, hút cát ở trên Phú Thọ luôn. Và cái cầu Phong Châu đó, chân cầu Phong Châu đó, dọc cái đấy là toàn người dân Thái Bình nhà tôi đấy, toàn người tay to của Thái Bình nhà tôi đấy.
đàn anh đàn chị luôn ấy, sinh năm 1984, ngày mai tôi sẽ livestream cụ thể về vấn đề hút cát này. Tôi đã từng đi ra sông Hồng để tôi livestream những cái vụ việc hút cát đó rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ nói về cái vụ việc hút cát đấy trong một livestream ngày mai hoặc ngày kia. Tôi chưa hứa trước nhưng tôi sẽ nói. Đấy là những thông tin có thật và cụ thể. Rất nhiều người nói rằng là nó sẽ nguy hiểm cho tôi, nhưng mà tôi vẫn phải nói vì bây giờ nó đã quá là nguy hiểm rồi. Các bác biết là hút cát ở các lòng sông nó dẫn đến sạt lở nghiêm trọng ở hai bên bờ sông. Và chỉ có chính quyền 100% là một chính quyền bảo kê, thì có những cái con tàu nó to tổ bố như thế, nó không có lý do gì mà lại bảo rằng là chính quyền không biết và công an không biết. Công an đường thủy ngày nào cũng đi, ngày nào cũng bỏ tiền vào túi 100% cái những cái việc này. Thế công an đường thủy bỏ ra là chỉ là gọi là có ra để đi trên sông đấy, là gọi là bị thịt. Công an đường thủy biết thừa những cái hoạt động đó, nhưng họ bao che cho cái việc hút cát đó, thì những cái hút cát đó nó phải được tồn tại. Chứ công an đường thủy tối nào nó chả đi các bác. Nó biết thừa là hút cát chứ làm sao không biết hút cát. Nên là các bác phải biết một điều rằng tất cả trên đất nước này để mà làm giàu một cách bất hợp pháp đều phải có bàn tay của quan chức chính phủ, bàn tay của phía bên công an nhúng vào thì mới làm được. Chứ còn nói thật với các bác là không có cái gì lọt qua được mắt của bọn công an đâu. Mẹ nó dày đặc như thế. Các bác gọi là nói thật ra mà nói là đàn bà rửa đít ở chỗ nào nó đi làm về rửa đít chỗ nào nó cũng biết. Ví dụ như tôi đánh rắm thơm mới thối nó cũng biết. Thế mà lại cả cái tàu hàng bao nhiêu tấn đấy, nó lù lù ở trên sông, nó hút hàng trăm cái tàu hút cát đấy lại không biết. Người Thái Bình nhà tôi luôn nhá, quê Vũ Thư nhà tôi luôn. Nên là các anh đừng để tôi nói nhiều, nếu không là tôi đưa ra là sẽ xấu mặt các anh lắm đấy. Tôi còn biết rõ ai là người bảo kê cơ. Mẹ hút cát đến bây giờ sập cả cầu cống như thế. Tất nhiên là cái chất lượng của cầu cống nó đã không ra gì rồi. Kèm theo với cái việc mà hút cát rồi là thay đổi dòng chảy như thế. Tài nguyên thiên nhiên thì lôi lên bán một cách vô tội vạ, mà có phải là bán để vào ngân sách nhà nước đâu các bác. Toàn vào túi của những cái thằng bảo kê. Tôi sẽ nói trong một cái livestream khác cụ thể về cái vấn đề hút cát này dọc từ tuyến Thái Bình lên Phú Thọ nhé. Tôi có cả những clip mà quay người dân gửi đến cho tôi cơ. Những cái clip mà người dân gửi đến cho tôi vì nó hoạt động vào lúc đêm các bác ạ. Rồi như kể cả ngay chính trong ngày lũ luôn. Ngay chính trong ngày lũ đang sập cầu ở Phú Thọ luôn. Nhưng bọn hút cát nó vẫn tiếp tục hút. Bất chấp tất cả hậu quả. Thì các bác biết là nó, cái lợi nhuận của nó làm mờ mắt đi tất cả. Mờ mắt đi chính chúng nó và mờ mắt đi cả những người đang quản lý đất nước này. Ngay chính trong cái lũ lụt vừa rồi luôn đấy các bạn, ngày lũ lớn nhất luôn, thì tôi đã có những cái clip mà những cái bọn hút cát nó vẫn tiếp tục hút trên sông Hồng và trên các cái sông chuyển chạy dọc lên trên Phú Thọ. Trong khi đấy cầu ở Phú Thọ vừa sập xong thì đằng này vẫn cứ hút cát. Nên là nó rất là nguy hiểm trong cái việc quản lý đất nước. Nếu như mà Tô Lâm không nhìn nhận đúng mức cái giai đoạn hiện nay là giai đoạn cần thiết nhất, bởi vì người dân đã quá khổ rồi và đất nước không còn cái gì để rút ruột nữa, mà không đưa đất nước về dân chủ, không trọng dụng người tài và quản lý đất nước, thì tôi khẳng định 100% đây là hố chôn của Tô Lâm, và Tô Lâm sẽ là tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn cái đếch gì nữa để mà kiến trác đâu các bác. Công nhân thì bây giờ thất nghiệp rồi, các tập đoàn lớn họ rút ra khỏi Việt Nam vì những cái bất ổn của chính trị nhá. Thế còn tài nguyên thiên nhiên thì bây giờ cũng chẳng còn gì để mà hút lên được nữa, làm cái gì cũng lỗ, cũng chỉ vào tay quan tham. Còn lại là người dân thì thất nghiệp, hoa màu thì bị tàn phá, đói nhe răng ra, các chợ búa bây giờ là cũng gần như là lèo đèo điều hưu. Chẳng còn gì bóc lột nữa ngoài cái việc mà tăng thuế khóa. Mà tăng thuế khóa nhiều quá thì người dân họ sẽ chán nản. Họ sẽ chán nản là họ sẽ tự bùng phát. Họ tự bùng phát thì sẽ lật đổ Đảng Cộng sản thôi. Chứ không phải là tôi mẹ mày một cái smartphone tôi không thể lật đổ được. Nhưng toàn dân sẽ lật đổ được cả Đảng Cộng sản một ngày không xa. Nếu như mà cứ thuế khóa đổ vào đâu, người ta đói quá là người ta... Giống như năm 45 ngày xưa đi cướp chính quyền đấy các bác. Dân lúc đấy ngu bỏ mẹ nữa sao mà biết cướp chính quyền là cái gì. Đói quá thì nó hô một phát thì thôi, đi bảo có thóc có gạo thì đi cướp thôi. Đúng không các bác? Thế bảo đi cướp về là có thóc có gạo là đi cướp về lấy thóc lấy gạo. Chứ có biết gì về chính trị đâu mà bảo là làm chính trị. Người dân lúc đấy còn đang cực kỳ là u mê và ngu muội, không có một cái thông tin gì khác.
thì làm gì có biết gì về đến chính trị mà bảo là phân tích được tình hình là đảng nào hơn, phái nào hơn hay là nước nào hơn. Chỉ thấy đói quá thì bảo là đi cướp thóc thì đi thôi. Có thóc về để ăn thì là đi cướp thôi. Và chính cái điều đó là dẫn đến cái việc mà nó sẽ lặp lại vào đúng những cái năm 2024 này. Và cái lời sấm của Trạm Trình đấy các bác biết rồi đấy, 2026 là sẽ sụp đổ của Đảng Cộng sản. Lời của sấm Trạm Trình nhớ Nguyễn Bình Khiêm đấy, 2026 là sẽ sụp đổ Đảng Cộng sản. Và nếu như Đảng Cộng sản không nắm vững được cái cơ hội này để chuyển đổi đất nước, đưa đất nước về dân chủ, trọng dụng người tài, thì tôi khẳng định rằng là người dân sẽ chôn Đảng Cộng sản vào năm 2026. Hai năm nữa đói nhe răng ra. Và em Xuân Tiểu Thư, một cô nàng rất là xinh gái đang xem tôi đây, hôm nay tôi nhìn ở trên trang của cô em ấy, đường đi về nhà em ấy nó không những là ổ voi, nó không phải là ổ gà mà nó là ổ mặt giặc, ổ voi ổ mặt giặc. Em ấy quay mà tôi ngồi trên, tôi xem cái clip em ấy quay lên ấy, đường đi về nhà em nó toàn là những vũng nước, nó ổ voi ổ chuột đấy luôn. Khủng khiếp đến như thế mà đất nước tàn phá khắp nơi như vậy. Quốc lộ 6 khi mà tôi vào trong những cái clip, những cái group ấy, quốc lộ 6 tan nát luôn. Không có một cái quỹ bảo trì đường bộ thì các bác biết rồi. Họ thu thường xuyên trên đầu phương tiện nhưng gần như họ không bảo trì đường bộ. Quốc lộ 6 bây giờ cha chung không ai khóc. Toàn là những cái ổ gọi là nó phải hàng mét luôn, hàng mấy mét luôn. Nó hoàng sâu xuống thế và người dân không làm sao nữa. Người ta phải đi lấy những cái viên gạch to to họ xếp vào để cho nó đỡ hốc. Đi cái xe 4 chỗ ngồi là nó sẽ đánh vào những cái hốc đấy là nó sẽ sập gầm. Nói thật với các bác là không còn cái gì nữa để mà bóc lột đâu. Bây giờ chẳng còn cách nào khác là dựa vào các nước lớn để mà đưa đất nước về dân chủ và dựa vào kinh tế của các nước lớn để mà vực dậy đất nước Việt Nam. Chúng ta phải chấp nhận chúng ta là một nước bé, một tiểu nước, một nước nhỏ và chưa có một cái trình độ kỹ thuật nào. Đừng mong muốn rằng là chơi với lại Nhật, chơi với Mỹ là đồng minh của họ là sẽ được tận dụng khoa học kỹ thuật của họ, không bao giờ có nhá. Nước Mỹ nổi tiếng là một đất nước thực dụng và họ đặt cái quyền lợi của nước Mỹ lên số 1 thế giới. Không bao giờ họ chia sẻ những cái khoa học kỹ thuật đối với các nước bé đâu. Mình là đồng minh, mình chỉ dựa vào họ để mà họ có những cái chính sách tốt hơn và để cho mình có thể là phát triển kinh tế của trong đất nước mình thôi. Còn thành tựu khoa học kỹ thuật của họ thì đừng mong họ sẽ chia sẻ cho Việt Nam, chỉ có phải bỏ tiền ra mà mua. Chứ không phải là thành tựu khoa học kỹ thuật của họ ấy, họ ấy bỏ ra hàng bao nhiêu nghìn tỷ để họ ấy, mà ví dụ như của Elon Musk hay là của ấy đấy, là người ta bỏ là các công ty tư nhân người ta phải đầu tư hàng bao nhiêu tỷ để trở thành để có thể đưa vệ tinh lên không gian. Làm gì có chuyện họ chia sẻ cho Việt Nam. Việt Nam phải bỏ tiền ra mà mua, nhưng là đồng minh của họ thì đương nhiên là những cái chính sách ưu đãi về kinh tế nó sẽ được thay đổi rất là nhiều. Đúng không các bác? Chứ không phải là mong muốn là đồng minh với Mỹ để mà mong muốn là Mỹ nó sẽ mang cái công nghệ nó sang đây cho Việt Nam. Mẹ, cái trình độ của Việt Nam thì có mang công nghệ của Mỹ sang thì cũng ạ, hỏi bằng cụ tổ. Con người chưa đáp ứng được, con người Việt Nam chưa thể đáp ứng được với lại cái công nghệ của Mỹ. Nói thế cho nó nhanh. Thì kể cả là có mua được cái công nghệ đấy về thì cái người Việt Nam vẫn chưa sử dụng được. Đấy là chúng ta phải công nhận những cái yếu kém của đất nước Việt Nam chúng ta. Chứ không thể là vì tôi là yêu nước mà tôi lại có thể là thần thánh hóa lên, lúc nào tôi cũng cho rằng là đất nước Việt Nam là tài giỏi. Mẹ toàn lấy những cái thành tựu khoa học của cái người ta gốc Việt để mà khoe làm gì. Cái thực tế trong đất nước chúng ta bây giờ đang có cái gì, trong khi người ta ngay bên cạnh chúng ta người ta đã cứu hộ bằng máy bay, thì Việt Nam chúng ta vẫn còn phải đang gậy gộc quốc thủng để nó đi cứu hộ. Trong khi người ta còn đang cứu hộ bằng cả những cái xe mô tô nước thì Việt Nam vẫn còn đang phải lội và lộn cổ đi vì những cái xuồng không có hơi. Chúng ta phải nhìn nhận yêu nước thế nào là chúng ta phải nhìn nhận cái thực tế của con người Việt Nam. Và ngày hôm qua tôi nói với các bạn rằng là 12 giờ đêm hôm qua tôi còn không ngờ là tôi nhận được một cái cuộc điện thoại lên đến 1 tiếng 45 phút. Của ai? Của người ở trong xóm nhà tôi, xóm Đông Vinh, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Mà cuộc điện thoại đấy tôi không ngờ nó lại từ của một người con người như thế. Tức là tôi từ trước giờ tôi không nghĩ rằng là cái anh đấy anh lại có thể quan tâm đến cái tình hình chính trị như thế. Anh chỉ là một người nông dân thôi. Mà anh gọi cho tôi, anh nói mà tôi ngỡ ngàng vì những cái kiến thức mà anh ấy thu thập được từ trong cái suy nghĩ của anh mà từ trước giờ tôi không thể nghĩ ra. Tức là tôi không nghĩ là anh ấy có thể là có những cái hiểu biết như thế. Cho thấy rằng là tất
tận người dân mọi tầng lớp người ta đã thấu hiểu và thấm hiểu cái khốn khổ, cái khốn nạn mà Đảng Cộng sản mang đến rồi. Cho nên là các ông không còn lừa bịp được nữa, chẳng qua là người ta, đấy anh cũng nói, tôi chưa bao giờ tôi, cái lạ như này này, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy comment trên bài của tôi, chưa bao giờ thấy có một cái like nào, mà anh bảo đấy chứ, Huệ Như ơi, anh không bỏ một cái live stream nào của em. Mà đồng thời với cái việc là anh nhận thức về những cái tình hình kinh tế chính trị mà tôi không nghĩ rằng là anh lại nhận thức ra được nó tốt như vậy, cho thấy rằng là mọi tầng lớp nhân dân đã nhận thức ra rất rõ và rất nhiều. Chỉ có điều là người ta chưa thể nói trong lúc này. Bởi vì sao? Vì các ông đang điều động binh lính quá nhiều để đàn áp người ta, người ta không thể nói lên được. Nhưng rồi sẽ có một cơn lốc nào đó bất chợt, một cơn gió nào đó bất chợt thổi gió thổi vào cái luồng gió dân chủ, và một người nông dân nào đó họ có thể họ đứng lên, họ lật đổ Đảng Cộng sản. Chèn ép người ta quá, người ta thấy bà con ở Tâm, ở cái gì nhỉ, ở cái gì Quang nhỉ, Tuyên Quang còn đang khóc khổ khóc dở vì ngày mai là tòa án dân thành phố Tuyên Quang sẽ lấy đất của bà con, trong khi đấy lấy đất rừng 454 hecta rừng của bà con, trong khi đấy khi mà giao cho bà con ấy ở thành phố Tuyên Quang ấy, giao cho bà con là giao đất 50 năm, nịnh bợ bà con nhận đất, vận động bà con nhận đất để trồng chè. Khi người ta vay tiền vốn người ta trồng chè với được 23 năm thì bây giờ người ta còn 27 năm nữa thì bây giờ đến cưỡng chế để thu hồi để làm khu du lịch. Đấy, chèn ép người ta nhiều thì người ta sẽ tự khắc người ta bùng lên thôi, chả cần phải ai kích động cả. Và cái sự thật đấy chỉ có những người dám yêu nước thực sự như những người như chúng tôi mới dám nói. Chứ còn bọn thợ yêu nước như thằng Vũ Đức Trường thì nó đợi đến khi nào mà thành phố Tuyên Quang tuyên gọi là cưỡng chế của bà con thì nó lại đi nó khen ngợi tòa án dân tỉnh Tuyên Quang đã làm đúng phận sự. Nhưng thằng thợ yêu nước thế thì nó sẽ là như thế, nó sẽ đứng về phe của những người gọi là có chức có quyền để nó kiếm ăn, chứ không bao giờ nó đứng về phe của người dân. Còn những cái thông tin mà chúng nó đưa lên, những thằng thợ yêu nước đấy nó đưa lên, đấy là những thông tin mà đã được các cơ quan chức năng người ta đã công nhận ở trên báo chí rồi, thì cần chó thì chúng nó phải nói nữa. Mà cái khi mà bà con cần thì những thằng thợ yêu nước đấy chúng nó sẽ câm mồm, vì chúng nó rất sợ các cơ quan chức năng. Còn những người đấu tranh như chúng tôi là chúng tôi sẽ không sợ các cơ quan chức năng, mà chúng tôi nhìn thẳng, nhìn thật vào sự thật của người dân đang cần mong muốn cái gì, để chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng phải làm đúng phận sự của mình. Hai cái khía cạnh đấy nó khác nhau hoàn toàn. Và trong cái livestream ngày hôm nay tôi lên án cái việc mà những thằng thợ yêu nước đấy lôi cái câu chuyện mà một người phụ nữ bị đánh sẩy thai của tôi ra. Đấy là một tội ác của Đảng Cộng sản, mà đến ngày hôm nay, đến hiện tại ngày hôm nay khi tôi nhắc lại câu chuyện đó đối với lại các tổ chức nhân đạo quốc tế, họ còn phải dừng lại để nói với tôi một câu rằng là tôi xin chia sẻ câu chuyện này với bạn, cho thấy rằng là cái con người của Việt Nam càng ngày càng man dợ và khủng bố. Đấy, man dợ và khủng bố, mang hẳn một cái câu chuyện của người ta có thật lên một diễn đàn để bôi nhọ. Trong khi đấy là tôi nhắc lại rằng là anh, nếu như mà cái anh Vũ Đức Trường đó mà có nghe được livestream này nhé, cho tôi địa chỉ hẳn hoi, và tôi hiện tại thời điểm này, ngay lúc này gia đình nhà tôi đã có người nhắn tin cho anh ta rằng là cho xin địa chỉ, nhắn tin rồi, cho xin địa chỉ để đến tận nhà để cung cấp các cái những cái tài liệu cho rằng là tôi đang vu khống công an, và chúng tôi sẽ mời cả cơ quan công an của cái nơi anh Vũ Đức Trường đó đang ở để đến để cùng làm việc. Tôi không phải dạng vừa để mà cho các anh dí nào dí đâu, không có đâu nhá. Em một người phụ nữ như tôi mà tôi lại phải đi sợ ba cái thằng lăng nhăng đấy, kể cả xã hội đen dí dày vào mặt chúng nó luôn, thế cho nó nhanh và dễ hiểu. Thích dùng xã hội đen cũng sẽ có xã hội đen dí mặt vào, dí dày vào mặt chúng nó luôn. Còn thích xã hội đỏ sẽ có công an đến làm việc luôn, chứ không phải mẹ mày nói đùa đâu. Tôi đã dám, tôi đang vừa ra tù, tôi dám gọi tên thằng ký công an tỉnh Thái Bình, PA09 tỉnh Thái Bình ra để tôi gào lên, tôi chửi, thì các bác phải biết là tôi không nể bất cứ một trường hợp nào. Và đến khi làm việc với tôi ngày 13 tháng 5 năm 2024 bắt cóc tôi lên công an tỉnh Thái Bình, toàn bộ công an tỉnh Thái Bình làm việc với tôi 7, 8, 9, 10 người đều phải gọi nhau tên là ký. Tôi hỏi thế tại sao các em tên là ký hết vậy, nó bảo đến mai chị về chị có gào mồm lên chị chửi ở trên Facebook thì tất cả là chửi, đổ hết tội cho thằng ký chứ không là nó lòi tên cho chúng em ra. Sao tôi phải ngán? Nhưng mà qua đây thì tôi cũng gửi tri ân đến công an tỉnh Thái Bình thật lòng đấy. Nếu mà đất nước có thay đổi thì chị sẽ mời các em bữa trầu đầu tiên. Vì sao? Vì trong cái buổi làm việc với tôi là các em ấy cũng rất là
là ôn hòa và chăm sóc chị Huệ Như rất là chu đáo, ăn uống ngủ nghỉ là phòng ốc là điều hòa là mát mát tinh, cháo là gọi là cháo chân giò, ba miếng chân giò to tổ bố đấy, yêu cầu đi mua cái gì nhỉ, mua sầu riêng để cho chị ăn có tinh thần phấn chấn là cũng mua luôn đấy. Những cái thứ đấy là những đấy là mình phải tri ân, họ chiều mình hết sức hết mức thì mình cũng phải tri ân chứ. Nếu như mà đất nước thay đổi mà chị Huệ lại đi mẹ mình cạnh tranh với Tô Lâm, lúc đó biết đâu là phiếu của các em dành cho chị Huệ Như lại là mẹ mày năm đầu ngoan số 1, lúc đấy Tô Lâm lại đi về bưng bô cho Huệ Như, thì lúc đấy sẽ tri ân các em. Các em cũng là những, các em ấy cũng là những thành phần gọi là người ta gọi là cái gì nhỉ, cũng là nạn nhân của cộng sản thôi mà, cũng bị tẩy não rồi, cũng vì miếng cơm cũng phải đi làm việc. Nhưng đất nước thay đổi thì có khi là những cái thành phần đấy, là những đối tượng đấy là sẽ về phe chị Huệ Như đầu tiên, vì các em nhắn tin nhiều lắm, quý Huệ Như nó thích lắm. Chị ơi nhá, em là vì cái công việc em vẫn phải làm thôi, còn lại thực tế là em rất là quý và ủng hộ chị đấy, nói bằng thật luôn. Lực lượng công an Việt Nam đấy chứ không phải là đùa đâu, rất quý. Và có những người còn nói với tôi một câu rằng là anh phải công nhận là em bản lĩnh đấy, và những lời em nói ở trên Facebook là anh công nhận là chuẩn, được, trong lực lượng công an luôn, làm to luôn, đều phải dành những lời khen ngợi đối với tôi và những lời thực sự là nể phục tôi. Thích, thích Huệ Như mà, thích lắm. Huệ Như ăn tục nói phét được, nói phét được, chửi nhau được, cãi nhau được. Và Mai thích nhả lời, gọi là những cái lời gọi là ngôn tình sáo rỗng cũng lại có luôn, giọng gì chả nói được. Em là ngày xưa các bác phải biết là em là tay sai của Đảng Cộng sản, nên em học được nhiều thủ đoạn của Đảng Cộng sản lắm. Nhưng chỉ có điều một cái mà em khẳng định với các bác là những thông tin em đưa lên trang Facebook của em là em đã kiểm chứng. Và em đều có một hệ thống những người giúp đỡ em để kiểm chứng lại thông tin để em đưa lên làm sao chân thực nhất cho các bác. Chứ em không bố láo như Đảng Cộng sản tuyên truyền nó ở mị dân. Khác nhau ở mỗi cái đấy thôi. Nha, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chửi nhiều quá rồi, bây giờ không chửi nữa. Mai em sẽ mở karaoke hát để cùng với mọi người thay đổi không khí được không ạ? Được không các bác? Ủng hộ em nhé. Đúng rồi đấy, chính công an Việt Nam họ còn phải nói với em rằng đa nhân cách. Mẹ thích, em cũng mẹ dí dày vào mặt chúng nó luôn, sao em phải xoắn. Hôm nay có một thằng nó hỏi em là đố mọi người biết là Huệ Như làm nghề gì để sống, mà chả làm nghề đéo gì cả. Cụ mày chỉ có cởi quần cho mà tổ nhà mày táng thôi. Em chửi thẳng vào mặt luôn, sao em phải xoắn. Không cần phải thể hiện mình là người có học, mình sẽ thể hiện là người có học ở đúng mức với cái hoàn cảnh của mình, với cái đối tượng mình cần thể hiện. Chứ mình đừng thể hiện với những cái thằng vô học như thế, với những cái thằng đầu đất như thế. Nó lại bảo em là làm nghề gì để sống, em tao chả làm cái nghề đéo gì cả, tao chỉ có cái nghề cởi quần để cho mà tổ nhà mai táng thôi. Đấy, riêng sống với con người Việt Nam nhé, đây không phải mình nói xấu con người Việt Nam đâu, nhưng con người Việt Nam dưới cái sự mà cai trị của Đảng Cộng sản, con người nó đã mai một đi rất là nhiều, nó đã ngu si và ấu trĩ đi rất là nhiều, cộng với cái thú tính nó đã bột phát lên rất là nhiều, nó đã gọi là nó đã bị nâng tầm lên rất là nhiều, thì chúng ta phải đối chọi với họ bằng chính những cái mà họ dạy chúng ta, họ đang bị cho dân. Làm sao mà chúng ta lại phải đi lấy cái có học của chúng ta để đối với lại nó xã hội văn minh mà đi đối với cái bọn mẹ mày ngu si dốt nát được. Hỏi em một câu em táng luôn cho câu. Làm nghề gì để sống, làm cái nghề cởi quần cho mả tổ nhà mày để táng luôn. Nó hỏi là thế mà tổ nhà em tên là gì, và tao kéo quần lên xong tao quên. Bởi vì tao ngủ với nhiều người quá, từ bố mày, ông mày, cụ tổ mày, cụ mày rồi đến cụ tổ mày rồi đến mả tổ nhà mày nữa, thì làm sao tao nhớ được tên. Em ghê gớm mà. Thế cho nên là bọn công an, chính bọn công an nó làm việc với em 10 thằng thì đến 9 thằng nó bảo là nó thích thật các bác ạ. Làm việc cái công an gì mà vừa cười vừa khóc vừa hát ca xong lại vừa lăn nó ngủ. Em buồn quá em lăn em ngủ các bác ạ. Đấy là bằng thật nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác một ngày mai và ngày kia. Vì là em cũng chỉ thích lên livestream này thôi, nhìn thấy mọi người comment vào đây này, chia sẻ này em sướng lắm. Hải My, chị vừa ấy nói về cái vụ cát đấy, nhưng mà hôm nay thì chị sẽ chưa nói sâu cụ thể, và ngày mai ngày kia sẽ nói sâu hẳn một cái vụ về cát nhá các bác nhá. Em đã nói rồi và mọi người có thể nghe lại cái vụ cát em vừa nói ở trong livestream vừa rồi đấy.
Công an tỉnh Thái Bình lại sâu vào đây mà nghe vụ cát đi, không là đến khi Huệ Như hát ở trên Facebook rõ tên rõ tuổi mà không làm là lúc đấy là lòi mẹ hết ra cả ủy ban tỉnh Thái Bình là ai đấy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.